cái thấy cái file thì chia sẻ các vì bạn là Lam ha, Lam có thấy thầy cái file thầy sẽ không chia sẻ không? Dạ thấy. Ừ, thấy các bạn à, trong này nó có mở lên thì nó có một cái file trên cái cat mình ha. Chúng ta lướt qua bên cái tab model cho thầy ha. Còn chúng ta để cái ES03 này thì nó sẽ là cái màu trắng ha. Thì chúng ta lướt qua model cho thầy à, và chúng ta đọc sơ đồ cho thầy từ dưới lên cho thầy nha. Chúng ta xem qua một cái sơ đồ nguyên lý cấp điện cho một cái chung cư 13 tầng. Xem cho thầy đọc từ dưới lên cho thầy ha. Chúng ta có hiểu cái bản vẽ không? Rồi. Rồi, chúng ta bắt đầu buổi học nha các bạn. Đây do tình hình dịch Covid thì các bạn biết rồi, chúng ta chưa có thể tới trường được. Thì cái giải pháp chúng ta học online. Thì học online đó, nó các bạn đòi hỏi các bạn thì chúng ta phải tập trung cao lên ha. Thì theo cái sự phân công của bên trung tâm thì thầy dạy bạn cái chuyên đề bên ứng dụng AutoCAD bên thiết kế điện à. Thì chúng ta sẽ học thứ nhất là chúng ta hôm nay à, chúng ta sẽ đọc cái bản vẽ bên điện à. Thì các bạn biết rồi, một trong những cái cách để chúng ta truyền đạt cái ý tưởng của ta xuống cho bên dưới thi công ấy là chúng ta có thể xuống trực tiếp chúng ta truyền đạt bằng lời nói. Cái thứ hai là chúng ta có thể truyền đạt bằng cái bản vẽ. Dạ, ha. Thì các bạn biết rồi, thời buổi giờ chúng ta các công trình ở các cái công ty thiết kế điện Việt Nam mình là nhận công trình không chỉ trong nước mà có thể ở bên nước ngoài. Ví dụ thầy có một số anh bạn bạn nhận công trình bên Myanmar hoặc là bên Indo. Thì ở Việt Nam này thì anh ấy là anh ấy chỉ gửi bản vẽ sang đó thôi. Thì cái đội thi công bên đó là nhìn bản vẽ của anh ấy để thực hiện cái bản vẽ. Không. Thì CAD là một trong cái phần mềm sử dụng rất là phổ biến. À, để chúng ta thiết kế bên các bản vẽ điện ta. Thì cái hình bạn đang nhìn thấy đây là chúng ta sẽ có một cái sơ đồ này ta gọi là sơ đồ nguyên lý, sơ đồ nguyên lý cấp điện ha. Thì chúng ta đọc cái sơ đồ này để chúng ta hiểu cái nguyên lý cấp điện à, cũng như là các cái thông số chính của bản vẽ là ta gọi là cái sơ đồ chính nha, được chính ta. À, và bên tuy nhiên để cho thi công được các bạn thì ngoài cái sơ đồ nguyên lý này bạn thì chúng ta có một cái sơ đồ nữa ta gọi là sơ đồ cấp nguồn à, để thầy thì mở sơ đồ cấp nguồn cho bạn xem một đấy, mở cái sơ đồ cấp nguồn cho bạn xem. Đây, sẽ được cung nguồn đấy bạn. Để thì chia sẻ sơ đấy. À, các bạn có quan sát không? À. Mời bạn trưởng ha, có thấy rõ không bạn trưởng? Dạ. À, đây đây, đây cái sơ đồ bạn đang nhìn thấy đây, ta gọi là sơ đồ cấp nguồn. Thì sơ đồ cấp nguồn nó khác bên sơ đồ nguyên lý, là bên sơ đồ cấp nguồn thì chúng ta phải vẽ trên cái sơ đồ mặt bằng. À, và sơ đồ mặt bằng này là bên kiến trúc người ta sẽ gửi cho bạn. À, thì bên chủ đầu tư bạn à, thì khi mà vẽ một cái công trình ví dụ một cái chung cư à, hay là một cái bệnh viện nào đó thì người ta sẽ thuê bên kiến trúc người ta sẽ vẽ cho bạn và bên chủ đầu tư sẽ cung cấp cho bạn cái bản vẽ mặt bằng. À, từ bản vẽ mặt bằng này chúng ta sẽ vẽ sơ đồ cấp nguồn.
trên cái mặt bằng ta. Ví dụ bạn đang nhìn thấy đây là vị trí của các cái ổ cắm, đây là vị trí của máy điều hòa. Rồi ví dụ trong đây trong nhà nhà tắm thì chúng ta có cái các máy nước nóng, như các cái công tắc. Đấy, thì chúng ta bố trí trên mặt bằng này bạn, thì bên thi công á, người ta sẽ bắt đúng cái vị trí chúng ta mong muốn. Ví dụ chúng ta vẽ ổ cắm hai bên đầu giường phòng ngủ này, thì như vậy là thi công nó sẽ lắp đúng cái ổ cắm hai bên hai đầu. Rồi ví dụ như chúng ta sẽ có ở cái tivi đây, đây cái tivi ha, bạn gì mới vào này. Đấy, chúng ta sẽ lắp ở dưới tivi này. Như vậy bên bên thi công thì người ta sẽ đọc cái vẽ bạn và chúng ta lắp đúng vị trí mong muốn. Đấy. Thì để vẽ được cái sơ đồ cấp nguồn này bạn, thì đến cái phần xử lý mặt bằng, thầy sẽ hướng dẫn bạn xử lý mặt bằng. Sau đó chúng ta sẽ chèn các cái ví dụ cái ổ cắm như cũng như cái máy điều hòa này, thì chúng ta sẽ lấy trong thư viện thiết kế điện chúng ta. Và chúng ta sẽ copy và chúng ta sẽ đặt nó trên cái mặt bằng. Và cái vị trí này đặt ở đâu? Thì hoàn toàn chúng ta thứ nhất là phụ thuộc vào cái yêu cầu chủ đầu tư, thì thầy sẽ gửi bạn cái yêu cầu chủ đầu tư. Cái thứ hai là cái sơ đồ mặt bằng và đặc biệt là cái tôi gọi cái nội thất bên trong. Ví dụ khu vực này là khu vực phòng ngủ ha, rồi ví dụ đây khu vực phòng khách, thì mỗi cái khu vực này thì cái chủ đầu tư nó sẽ yêu cầu khác nhau. Chúng ta sẽ bố trí theo đúng chủ đầu tư như các cái kết hoặc là cái kiến trúc của cái công trình. Rồi ngoài sơ đồ mặt bằng bạn thì chúng ta có một cái sơ đồ nữa, ta gọi là sơ đồ chiếu sáng. Sơ đồ này ta gọi là sơ đồ cấp nguồn bạn. Cấp nguồn thì chủ yếu là bên ổ cắm, bên máy điều hòa, máy nước nóng. Thì phần thiết kế điện bạn, ngoài phần cấp nguồn thì chúng ta có một phần nữa ta gọi là phần chiếu sáng. Thì chúng ta sẽ có cái sơ đồ chiếu sáng này. Đấy. Thầy share cái sơ đồ chiếu sáng bạn xem. Đây, chúng ta sẽ có sơ đồ chiếu sáng ha. Đấy, như vậy là chúng ta sẽ bố trí các cái ống đèn và công tắc bố trí ha. Rồi ví dụ đây là đèn gương, rồi cái lapo. Đấy. Thì chúng ta sẽ bố trí các cái bóng đèn trong các cái phòng ngủ như phòng khách, rồi bố trí hành lang. Rồi các cái chiếu sáng công cộng. Thì cái phần này ta gọi là phần chiếu sáng. Thì các bạn lưu ý khi đi thiết kế điện chúng ta đấy, thì phần chiếu sáng và phần cấp nguồn thường nó tách riêng nhau. Và chúng ta sẽ lấy từ cái tủ tổng, ta sẽ đi cấp cho phần cấp nguồn riêng và phần chiếu sáng riêng, gọi là sơ đồ hình ti đấy. Thì để thực hiện được cái sơ đồ chiếu sáng này bạn, thì chúng ta sử dụng một cái ví dụ cái phòng này, phòng khách này, chúng ta sẽ coi bóng này là công suất bao nhiêu và bao nhiêu bóng là hợp lý. Thì chúng ta sử dụng một cái phần mềm, chúng ta gọi là cái phần mềm Dialog. Chúng ta sẽ có cái phần mềm Dialog để người ta chạy này. Cho đó mà các bạn đến và sau đến phần chiếu sáng thì người ta phải cài phần mềm Dialog ha. Thì đây là một cái phần mềm bạn các cái công ty thiết kế điện bên ngoài người ta sử dụng nha, để nó hỗ trợ bạn trong việc tính toán cái số bóng đèn. Ví dụ trong phòng này phòng khách thì chúng ta sẽ tra cái tiêu chuẩn chiếu sáng á, tiêu chuẩn chiếu sáng Việt Nam mình thì phòng khách này tiêu chuẩn chúng ta là 200 lux. Như vậy chúng ta sẽ dùng phần mềm Dialog, chúng ta sẽ chạy với bóng này ví dụ nó là 9W hay là 18W và số lượng bao nhiêu bóng để đạt được cái đồ dọa yêu cầu. Và các bạn biết khi thiết kế chiếu sáng xong á thì đến khi nghiệm thu công trình đấy bạn, thì người ta sẽ bật hết số đèn này lên. Và bên nghiệm thu người ta sẽ có một cái thiết bị đo độ sáng, ta gọi cái lắc kế. Ok ha. Thì người ta sẽ đo cái ví dụ trong phòng này người ta đo được 150 lắc và tiêu chuẩn chúng ta là 200 lắc. Như vậy là các bạn thiết kế chiếu sáng chưa có đạt yêu cầu. Và chưa đạt yêu cầu thì bạn biết bên bên nghiệm thu đấy nó không ký biên bản này, chúng ta sẽ không có quyết toán được công trình. Cho đó mà đòi hỏi chúng ta phải thiết kế nó phải đạt cái chuẩn, với chuẩn 200 thì chúng ta phải lớn hơn hoặc bằng 200 để chúng ta đạt yêu cầu, thì lúc đi tâm lý quyết toán công trình. Thì chúng ta sẽ cài cái phần mềm Dialog ha. Thì đây là cái phần mềm đây, thì mở cái Dialog cho bạn xem một vòng xíu ha. Đây ta có phần Dialog này. Đấy.
chia sẻ cái đây lắc các bạn xem qua. Đây. Đây là cái đây lắc thầy đã cài rồi ha. Thì bên trung tâm có gửi cho bạn cái phần mềm không? Mình được két và phần mềm đây lắc. Thì két cho ta bạn thì bây giờ bạn biết nó két 29 không? 220 nó cũng có luôn rồi. Thì thông thường bạn là các cái bên thiết kế ngoài người ta vẫn sử dụng cái 27 nha. Tại vì thứ nhất là cái dung lượng đó bạn nó ít. Và thứ hai là bạn 27 nó cũng đầy đủ cái thư viện bên thiết kế phần điện của ta rồi. Còn cái két này sau bạn thì nó hỗ trợ phần kiến trúc nhiều hơn. Bên mấy anh học bên kiến trúc á thì thư viện bạn dung lượng nó rất là lớn. Đây, đây là cái phần mềm Dialog. Đây thầy chạy thử các bạn xem qua một xíu và về sau là các bạn cài vào máy ha. Cái phần thầy sẽ hướng dẫn bạn trong việc thiết kế phần chiếu sáng. Như đây thầy đang thiết kế chiếu sáng trong nhà ha. Đây là trong nhà ngoài trời và đây chiếu sáng đường phố. Và đây chạy đây. Rồi. Thì phần mềm Dialog bạn nó khác với phần mềm khác ở chỗ là nó có thể tràn được cái mặt bằng của công trình chúng ta đấy. Thì mặt bằng này là do bên kiến trúc người ta gửi cho mình. Không. Thì mình là dân điện nên mình không thể vẽ được cái mặt bằng. Do đó mà chúng ta sẽ lấy mặt bằng bên kiến trúc và chúng ta chèn vô. Do đó mà cái phần mềm này nó khác với phần mềm khác ở chỗ là chúng ta chèn được mặt bằng. Và đây là một cái công ty Dialog, công ty này của Mỹ bạn. Nó đặt bản quyền với cái hãng Autodesk ấy. Chuyên cho phép chèn mình cái bản vẽ có đuôi là của thằng AutoCAD thì vào thôi ha. Ở đây chúng ta sẽ ok một cái. Rồi chúng ta chấp nhận một không gian này. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ chèn cái mặt bằng của bên CAD vô. Đây chúng ta sẽ chèn mặt bằng này. Bọc vô. Và như vậy chúng ta coi cái công trình chúng ta để đâu thì chúng ta sẽ lấy cái mặt bằng. Và mặt bằng này chúng ta đã xử lý rồi ha. Giờ để thầy lấy cái mặt bằng A0 một cái công trình nhỏ cho bạn tham khảo. Đây. Thầy đang chèn mặt bằng vô bạn. Đấy, như vậy mặt bằng của một cái công trình này để chèn vào đây được. Đó. Thì bạn thấy nó rất là hay chỗ là chúng ta không phải vẽ lại mặt bằng ha. Mà chúng ta chỉ chèn bản vẽ thôi. Đấy. Đây là tầng trệt này bạn. Đây là một cái lầu 1, đây lầu 2. Đây là tầng mái ha. Và đây là tầng áp mái trên. Đấy. Như vậy bây giờ chúng ta thiết kế ở khu vực nào á thì chúng ta sẽ chọn đến khu vực chúng ta cần thiết kế. Ví dụ đây. Đây là cái tầng trệt này. Trệt ha. Đây, tầng trệt phía đây cho bạn. Đây. Đấy, đây là cái không gian tầng trệt ha. Và đương nhiên cái mặt bằng này thầy đã xử lý cho bạn. Thì mặt bằng gốc của nó là nó sẽ có đủ màu sắc bên kiến trúc người ta vẽ ha. Cũng giống với điện mình, người ta sử dụng các cái gam màu đỏ vàng xanh để nổi trội cái không gian người ta lên. Nhưng mà thì thiết kế điện bạn này chúng ta phải xử lý chuyển sang cái màu này, ta gọi là màu xám á. Màu ha. Thì để cho nó ẩn phía sau thôi. Và chúng ta sẽ phần nổi phần điện chúng ta lên. Đấy. Ví dụ đây bạn, đây là khu vực phòng khách này. Cái bộ salon chúng ta này. Đây là khu vực bàn ăn. Đây là khu vực phòng ngủ đây. Đấy. Rồi đây là cái khu vực nhà vệ sinh. Khu vực này là khu vực bếp đây bạn. Bếp đây ha. Đấy, đây khu vực nhà vệ sinh, đây là cầu thang. Đấy. Rồi bây giờ giả sử thầy thiết kế khu vực phòng ngủ này. Thiết kế khu vực phòng ngủ này ha. Đấy, thì chúng ta sẽ dùng đầu tiên chúng ta lấy kích thước. Thì có hai giải pháp nha, chúng ta có thể đo kích thước bên CAD. Rồi sau đó chúng ta nhập vào cái không gian. Ví dụ đây thầy bố trí ra khu vực phòng ngủ ha. Phòng ngủ. Rồi, giờ thầy lấy kích thước này. Cách thứ hai là thầy lấy trực tiếp trên phần mềm Dialog luôn. Và chúng ta sẽ lấy kích thước của căn phòng này. Chúng ta sẽ chỉnh sửa lại căn phòng để ta lấy kích thước này. Thầy sẽ vẽ lại cái không gian của nó. Rồi. Đấy, như vậy thầy sẽ lấy được cái không gian của căn phòng. Chúng ta nhìn thấy kích thước bên này. Cái đoạn 1-2 này bạn là nó 4m1. Còn đoạn 2-3 là nó là 6m5. Và cái phòng ngủ này chiều cao của nó bao nhiêu tùy theo cái công trình các bạn. Đối với cái chung cư bây giờ bạn thì thường nó tầm cỡ 2m7 đến 2m8. Thầy nhập đây 2m8, ví dụ 2m8. Đấy. Đó, như vậy thầy đã lấy được chiều dài, chiều rộng và chiều cao của công trình. Xong đó thầy ok một cái ha. Vậy thầy đã lấy được cái không gian của phòng ngủ. Tiếp theo là thầy sẽ chèn đèn vào đây. Đèn. Đấy. Thì các bạn thấy cái ưu điểm thứ hai của thằng Dialog á là cho phép bạn chèn các cái đèn
và các cái hãng đèn trên thế giới ta, chúng ta đều chèn được hết. Ví dụ Việt Nam mình, bạn biết nó có thằng MPE phải không, đèn LED ấy, đẹp thấy chưa, rồi thằng Du Ha, rồi dạng đông, rồi trên thế giới nó có nổi tiếng của, ví dụ của thằng Philips không, rồi Paragon đấy, mua rất là nhiều hãng đèn trên thế giới, có thư viện thì thằng Dialog này đều lấy được hết. Như vậy cái điều điểm thứ nhất là của nó là chèn được mặt bằng, thứ hai là chúng ta lấy được các thư viện nhá, thư viện mở nữa. Ví dụ đây thầy chèn mặt bằng của thằng ba công qua đây, đây chèn đèn vô ở đây bạn, nó dùng cái đèn đao lai là 5W, 7W, 9W, 14W, 18W. Ví dụ thầy sử dụng đèn 9W, tất nhiên là nó có nhiều cái trong thư viện đèn, nếu bạn tùy theo cái lĩnh vực chúng ta thiết kế, ví dụ thiết kế tầng hầm thì chúng ta sẽ không dùng đèn đao lai mà chúng ta sử dụng cái đèn paten ấy, cái đèn mét 2 đấy bạn. Đấy. Còn trong phòng khách, phòng ngủ thì chúng ta sẽ hay sử dụng cái bóng, bây giờ là bóng tròn ha. Chúng ta sẽ, ví dụ thầy dùng đèn 9W này. 9W ha, thầy thiết kế. Đây, thầy sẽ lấy cái đèn vô. Lấy từ thư viện vào đây. Đấy. Đây, là cái đèn 9W thầy lấy được rồi này. Rồi thầy thả vào đây. Rồi thầy thả vào cái không gian thầy đang thiết kế đấy bạn. Rồi, thì trong phòng ngủ của bạn thì chủ đầu tư bạn người ta yêu cầu là ít nhất phải 4 bóng nha. 4 góc hay 4 bóng ạ. Như vậy chúng ta sẽ copy bóng này ra. Như đây, chúng ta sẽ copy bóng này ra. Thì phòng ngủ tiêu chuẩn ha, sau đây thầy sẽ mở tiêu chuẩn bạn xem ha. Thì yêu cầu tối thiểu nó phải 100 lắc. 100 lắc ha. Thì copy 4 bóng đây. Đấy, chúng ta sẽ chạy đây. Đấy, giờ thầy sắp xếp cho thẳng lại ha, thẳng hàng thẳng cột, ví dụ đây. Đây, bố trí nó thẳng này. Rồi, đây là thầy bố trí theo cái phương y. À, à. Thì chủ đầu tư bạn tối thiểu nha bạn, tối thiểu phải là 4 bóng. Như vậy nó có dư cũng kệ ha, tại vì yêu cầu chủ đầu tư chúng ta. Đấy, đó, sau khi giả sử thầy 4 bóng thì bây giờ thầy kiểm tra coi nó có đạt yêu cầu hay không. Rồi, thì thầy cho nó chạy bạn, cho nó chạy à. Đây, thầy sẽ chạy này. Tính này. À. Đấy, phần mềm ta đang chạy à. Đấy, đây là cái PD, chúng ta có thể xem quan sát đấy, ha, cái này thầy bố trí 4 bóng này không đấy. Rồi quan trọng bây giờ chúng ta sẽ coi cái đồ dõi bạn, đồ dõi của nó có đạt tiêu chuẩn không. Thì cái này thầy nói là tiêu chuẩn chúng ta là 100 lắc ha. Thì cái tiêu chuẩn này bên trung tâm có gửi cho các bạn rồi đúng không, tiêu chuẩn Việt Nam đấy. Còn để cái tối nay thầy sẽ gửi thêm một số cái tiêu chuẩn để cập nhật thêm mới ha. Đây, bây giờ ta sẽ coi cái đồ dọa tiêu chuẩn nó có đạt hay không ạ. Chúng ta sẽ mở cái này lên. Đây. Như vậy đây là cái đẳng đường, ta gọi là cái đường đẳng đồ dọa bạn. Thì những khu vực này bạn, thì đây là 60 lắc. 60 lắc, đây là 40. Và trung bình của nó bạn, trung bình này, đây average nó là 57 lắc. Như vậy là chưa có đạt yêu cầu. Như vậy với cái không gian phòng ngủ này, chúng ta thiết kế là 4 bóng là 9W chưa đạt. Đấy. Và cái con số là bạn 57 lắc các bạn, thì khi mà người ta dùng lắc kế thực tế đấy, khi bạn thiết kế xong thì người ta dùng lắc kế ta đo thì con số này cũng gần như là chính xác. À. Như vậy cái phần mềm này bạn là không chỉ giúp bạn thiết kế mà có thể giúp bạn kiểm tra đồ dọi có cái đạt hay không. Tại vì bạn biết để mua một cái lắc kế mà đo cái này bạn thì nó tầm cỡ 7 đến 8 triệu. Lắc kế ha, đồ đồ dọi nó giống như cái VOM bạn ấy. À. Và nó chỉ chức năng nó đo cái đồ dọi trên mặt phẳng làm việc. À. Đó mà cái phần mềm nó hay ở chỗ này bạn, là nó tính ra được đồ dọa trung bình cho bạn. Ví dụ bạn tính 57 thì khi đo thực tế nó cũng còn tầm cỡ 60 hoặc là 55, nó quanh giá trị này. Như vậy là cho chuẩn với 100 là chưa đạt. Cái đó mà chúng ta phải thiết kế lại ha. Như vậy phòng này chúng ta sẽ bố trí thêm cái bóng vô để sao cho nó con số từ 100 trở lên. Đấy, thì chúng ta sẽ dùng cái phần mềm Dialog này để giúp cho bạn trong việc tính số bóng ha. Và sau khi có được số bóng đèn thì bạn công suất từng bóng, sau đấy chúng ta mới qua phần két, chúng ta sẽ sắp xếp nó trên trên cái sơ đồ bên két chúng ta. Đây chúng ta sẽ có bên cái
Đây là có cái sơ đồ chiếu sáng cái này không con này đây. Đấy, chúng ta sẽ có sau khi chúng ta sẽ tính toán được ha số lượng bóng thì chúng ta sẽ dùng cái phần mềm AutoCAD, chúng ta sẽ sắp xếp các bóng trên này và chúng ta đi dây nó ha, đi dây như từ bóng này nối tới bóng kia cũng như các cái công tắc điều khiển á, công tắc một cực hay là hai cực hay là ba cực và bố trí để cho bên thi công người ta sẽ nhìn bản vẽ này, người ta lắp đúng các cái số lượng bóng cũng như là các cái line đấu đèn như các cái công tắc điều khiển đó bạn ha. Đây thì như vậy là lúc này chúng ta có được ba sơ đồ chính rồi các bạn ha. Sơ đồ thứ nhất là sơ đồ bên nguyên lý ha. Sơ đồ nguyên lý rồi sơ đồ thứ hai các bạn đó là bên sơ đồ cấp nguồn và sơ đồ thứ ba đó là sơ đồ chiếu sáng và còn thời gian nữa thì thầy sẽ hướng dẫn bạn thêm một cái sơ đồ nữa bạn ta gọi là sơ đồ chống xét nha. Sơ đồ chống xét đấy bạn. Đây là cái sơ đồ chống xét thì công trình chúng ta cao bạn thì chúng ta phải bố trí thêm một cái hệ thống chống xét đây bạn xem cái rồi chờ xíu đây coi. Các bạn đây sơ đồ chung xét đây ha, đây là chúng ta thấy cái chiều cao công trình này đó, và chúng ta có cái kim thu xét trên này đấy, ta cái kim đây là cái kim thu xét ha đấy. Và trên cái kim này chúng ta có một cái đèn ta gọi là đèn báo không ạ ha, buổi tối chúng ta thấy nó chớp chớp ha, để báo cho các cái vật thể bay, ví dụ máy bay chúng ta biết đây là cái công trình để nó không va chạm vào đấy. Thì đây là cái hệ thống kim ta đặt ở phía trên, có cái đây chi tiết ở đây bạn kim thu xét này ha. Đấy thì vấn đề là chúng ta đặt bao nhiêu kim và đặt ở vị trí nào. Rồi, thì chúng ta sẽ bố trí các kim trên này. Rồi cái kim nhiệm vụ này bạn là thu xét đánh trực tiếp vào công trình. Và sau khi thu xét xong thì nhiệm vụ nó sẽ dẫn xét xuống đất, đúng không bạn? Nó sẽ dẫn qua cái hệ thống cái cọc nối đất. Đây, đây cọc thép đây bạn, cọc thép chúng ta sẽ nối đất ha. Đóng xuống dưới cái tầng hầm ta. Hệ thống kia và test xét từ trên được tản xuống đất. Đấy. Và các bạn thấy ở trên này có cái dây cái đai xanh xanh không? Ta gọi là cái thanh nhôm. Thanh nhôm ha. Thì thanh nhôm này nó lên các cái thanh sét lại với nhau. Cái kim thu sét bạn để khi nó tản sét xuống đất nhiều đường khác nhau. Rồi. Và các bạn nhìn kỹ một xíu này. Đây, chúng ta sẽ có cái đây. Đấy. Cái thanh nhôm bạn ha, nó sẽ lên qua các kim với nhau cũng như các hệ thống cọc nối đất thì nó đưa xét xuống đất. Đấy. Thì nó cũng là một phần của kim bạn nha. Nhưng mà xét có thể không đánh vào kim này, có thể đánh vào thanh nhôm này. Đó, và cho đó mà trên cái công trình bạn thì cái này nó sẽ đi theo các bức tường ở trên cái công trình chúng ta nha. Thì đến phần này thầy sẽ chiếu chi tiết cho các cái công trình thực tế bên ngoài để bạn xem tham khảo kỹ hơn. Đó. Đấy. Thì và các bạn thấy trên công trình thì bạn chúng ta sẽ có những cái đây chúng ta thấy cái khoảng cách này ha, thì tầm cỡ 15 đến 20 mét thì chúng ta sẽ có một cái đường bao quanh quanh công trình chúng ta, thì cái này ta gọi là tường chống sét đánh tạt ngang. Ví dụ chung cư bạn cao 35 tầng thì thường nó sẽ đánh tầng cao nhất, tuy nhiên nó bây giờ tầng 35 nó không đánh mà đánh tầng 20 thì cái thanh nhôm này bạn, thì này chúng ta sẽ bao quanh công trình chúng ta thì lúc này thì nó sẽ đánh vào thanh nhôm này và nó sẽ dẫn sét xuống đất, thì hiện tượng này ta gọi là tường chống sét đánh tạt ngang công trình ta. Đấy. Đấy là phần thu xét ha. Nhưng mà có thời gian thì thầy sẽ hướng dẫn bạn thêm cái phần trông xét này. Đấy. Đó, đó là cái khoa học chúng ta. Thì để làm được cái bản vẽ sơ đồ nguyên lý, sơ đồ cấp nguồn, sơ đồ chiếu sáng ha, thì chúng ta phải hiểu về cái phần mềm AutoCAD. Cho đó mà chúng ta mấy buổi đầu thầy sẽ hướng dẫn bạn cái phần mềm AutoCAD. Người ta thiết kế phần vẽ các cái biểu tượng, ví dụ ổ cắm hay là cái bóng đèn hay là cái CB hay là cái tủ điện
Như vậy là chúng ta sẽ làm chủ được cái phần mềm chúng ta. Đấy. Đây, bây giờ chúng ta sẽ đi chính hôm nay. Thì các bạn biết rồi, bản vẽ chúng ta thiết kế xong đấy, thì chúng ta gửi xuống cho các bên thi công sẽ đọc đọc bản vẽ chúng ta, và người ta phải hiểu được bản vẽ thay cho chúng ta diễn đạt ý tưởng. Cho đó mà chúng ta phải đọc bản vẽ, ta hiểu bản vẽ. Thì các bản vẽ thầy mới yêu cầu bạn đọc, đó là cái ES03 đúng không? Có một số bạn vào sau thì người ta xem thầy cái bản vẽ này. Đấy. Đây. Để thầy mở cho bạn xem cái đây. Đấy. Thì các bạn lưu ý này, ở đây là thầy mở, các bạn thấy là chúng ta đọc được cả tiếng Anh cả tiếng Việt đúng không? Tuy nhiên một số bạn là chúng ta sẽ không đọc được cái khi mà sang tiếng Việt nó bị lỗi. Ở đây không biết là có bạn nào bị lỗi nào không? Các bạn nào mở bản vẽ thấy bị lỗi phông chữ không? Các bạn nào nha? Em Khúc à? Chữ à? Dạ. Thì ở đây đây một số bạn bị lỗi phông chữ này. Lý do là các bạn cái phông chữ đó, nó cũng giống như cái bên tiếng Việt chúng ta, nó đang thiếu cái phông. Thì lát này thầy sẽ gửi bên group Zalo bạn một cái phông chữ tiếng Việt nha. Thì bạn mở cái phông tiếng Việt ra. Và chúng ta copy hết, sau đó chúng ta sẽ vào cái ổ C chúng ta, vào Windows ấy. Chúng ta trong đó có Windows thì trong đó có một phông chữ. Chúng ta copy hết cái file thì gửi và chúng ta thả vào đó. Chúng ta paste vào đó, sau đó chúng ta mở lại cái file ta. Thì cái xử lý cái phông chữ là chúng ta ok nha. Lát thầy sẽ gửi sau buổi này nha, thầy sẽ gửi các bạn cái phông tiếng Việt đầy đủ. Các bạn chỉ mở ra copy hết, đưa vào ổ C, vào cái mục Windows đấy. Và trong đó có mục phông chữ. Phông ha. Rồi chúng ta copy vào đó là xong ha. Đây. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu qua một cái sơ đồ nguyên lý ha. Đây là cho một cái chung cư 13 tầng ha. Thì các bạn lưu ý này, đây là cái đối với những sơ đồ điện lớn bạn thì chúng ta sẽ vẽ từ dưới, chúng ta vẽ lên nha. Từ dưới này là nguồn và phía trên này chúng ta là cấp cho tải. Còn sơ đồ nhỏ thì thường người ta từ vẽ từ trên xuống ha. Quý bạn ha. Công trình nhỏ thôi thì chúng ta sẽ vẽ từ trên xuống, còn các công trình lớn người ta sẽ vẽ từ dưới lên. Thì bạn nhìn thấy cái đường này các bạn, đây là cái đường cáp trung thế ha. Cáp trung thế ha. Đây là 3 nhân với 1C nhân với 15 sạc 22 kV 50 hạt. Thì 1522 bạn, đây là cái cấp điện trung thế chúng ta. Thì ở trung thế Việt Nam mình bạn thì chúng ta có 10 này, có này, có 15 này, có 22, có 35. Thì trong trong điện chúng ta bạn dưới 1 kV thì ta gọi là hạ thế. Còn từ 1 kV cho đến 35 kV ta gọi là trung thế. Còn từ 35 cho đến 220 thì ta gọi là cao thế. Còn từ 220 cho đến 500 kV ấy thì ta gọi là siêu cao thế. Thì ở Việt Nam mình bạn nó đang bị rất là phức tạp ở cái cấp trung thế này. Chúng ta có nhiều cái cấp điện áp khác nhau. 15, 10, rồi 22, rồi 35. Và chúng ta đã quy hoạch về cấp 22 nhé bạn. Các đường trung thế chúng ta. Tại vì đưa về một cấp thì chúng ta dễ quản lý hơn. Và tần số lưới chúng ta là 50 nha. Tần số lưới chúng ta là 50 hạt. Và đi nhìn trên thế giới bạn có nhiều nước khác nhau. Ví dụ bên Nhật bạn thì nó không phải là tần số 50. Giống mình mà là tần số 60. Nhật hoặc bên Mỹ. Rồi, ba đây bạn là 3 dây ha. 3 dây là ABC đấy. Và 1C là cái dây điện chúng ta sẽ sử dụng một loại đấy. Cos là loại đây. Đấy. Rồi, cái đường trung thế này đi vào ha. Thì đấy chúng ta sẽ cấp cho một tủ này bạn. Tủ này ta gọi là tủ điện trung thế. Thì sau này bạn nào làm bên điện lực thì chúng ta mới quản lý bên cái tủ trung thế này nha. Thì thông thường các bạn kỹ sư điện như các bạn thường chúng ta làm hạ thế thôi. Thầy giới thiệu sơ qua một xíu này để sau này các bạn nào mà có làm việc với bên điện lực thì cái này là thuộc quản lý bên phần điện lực tủ trung thế ha. Rồi thì các bạn thấy này, đường trung thế đi vào cái tủ tủ trung thế ta, thì bạn thấy đây đi qua một cái thiết bị này bạn. Đây là một cái này ta gọi là cái chống xích van, chống xích van ha, LA bạn, lighting adapter. Rồi. Ở đây là bạn thấy một đầu không, một đầu nó nối với dây line không, và một đầu nó nối xuống đất nha. Thì bạn thấy là cáp người ta dẫn vào này bạn, là nó có 3 dây không? 3 dây là tương ứng với 3 pha đấy bạn, A, B, C. Và lưu ý trung tính thì người ta không kéo nha. Không kéo trung tính, tại vì trung tính thì thường chúng ta lấy ở đầu thứ cấp của máy nắp. Mà chúng ta kéo trên thêm một đường dây nữa là 4 dây, nhưng mà nó tốn kém.
Và chúng ta thường hạ thế ta là lấy từ thứ cấp mấy đáp luôn đấy. Rồi và đây là cái chúng xếp van bạn, cái này để nó chúng xếp đánh lan truyền trên đường dây. Rồi, thì trên trên đây để thầy cho bạn xem cái phần cái sơ đồ đi dây một xíu ha. Đây, coi cái mở cái sơ đồ thực tế bạn xem qua một xíu. Đây, bởi các bạn. Đây. Xem biết cái thực tế bên ngoài một xíu ha. Đấy. Bạn thấy chưa? Quan sát được các bạn. Mời bạn Phúc ha. Phúc. Thấy thấy rõ không Phúc? Dạ nghe thấy rõ rồi. Đây là anh thấy rõ không? Đây. Dạ. Thì chúng ta thấy ở đây là cái máy biến áp ở dưới ha. Máy nắp này 50 kVA, đây là cái máy biến áp, đây là công suất nhỏ thôi, giờ một pha 3 bình các bạn, đường lớn thì chúng ta sẽ tập trung lại, không 3 pha chúng ta, rồi thì các bạn nhìn thấy ở trên này bạn, đây này phía trên này, đấy, chạy gọi là cái hình chịu, là cái CB rồi không, đây, còn máy này là 400 kVA này bạn nhìn thấy ha, máy 3 pha, được, nó tích hợp sẵn trong này ha, 3 pha này bạn, 3 đầu vào này thấy không? Từ lưới điện ra lấy vào 3 đầu vào này ha. Và 3 đầu ra nó nằm phía dưới này, 3 đầu ra vào thêm một trung tính nữa là như vậy chúng ta sẽ có 4 đầu ra cấp. Đây là cái máy biến áp. Đây là cái CV bên trong không, CV bảo vệ này ha, cái này là 630. Thì chúng ta có CV tổng về CV cho các từng tủ, rồi CV cấp lên từng từng phụ tải ta, rồi cấp cho máy điều hòa, cấp cho máy nước nóng, cấp cho các lai ổ cắm, lai chiếu sáng. Đây là CV 3 pha ha. Đấy. Và cái nhìn thấy bạn đang nhìn thấy cái này là cái FCO nhé bạn. Là ta gọi là cái cục trừ từ rơi. Để thầy tìm lại cái hình cái nãy. Đây này, hình cái nãy này. Rồi. Thì cái đây, cái này là bạn thấy cái này là cái FCO ha. Cái này ta gọi là cái cục trừ từ rơi. Cái này là thiết bị bảo vệ sự cố quá tải và ngắn mạch cho cái trạm biến áp này. Và khi mà sự cố ví dụ máy biến áp cho ta bị ngắn mạch bạn. Ngắn mạch thì lúc này cái CB này, cái cục trừ từ rơi này, cái này tự động rớt xuống, rớt xuống là EPSO đấy. Và bạn thấy bên điện lực ấy, thì mấy chú thường có một cái sào đóng điện không, cái chú móc đầu này chúng ta đóng lên hoặc kéo xuống. Rồi phía trên này bạn, phía trên này chúng ta sẽ thấy một cái đây, đây cái LA cái này chúng ta đấy, cái này là cái dấu chống xếp van, ở đây là pha A, đây là pha B và đây là pha C. Thì bình thường bạn cái chống xếp van này thì một đầu nối trên lai, một đầu còn lại bạn nối xuống đất nha. Rồi ba cái đầu này người ta sẽ nối chung này bạn, thì dưới trụ điện này sẽ có một cái dây người ta nối xuống đất để dẫn xét xuống đất đấy. Vậy khi xét đánh trên đường dây này bạn thì thiết bị này bạn nó sẽ thu xét và nó dẫn xét xuống đất. Để thu được xét bạn thì bình thường bạn bên trong cái LA này bạn, ta gọi là chống xét van đấy, thì bình thường tổng trở nó là megohm như bạn, megohm để nó cách ly cái đường dây với đất. Ví dụ thì bạn thấy pha giữa này thầy đang lấy pha B không, một đầu nối với chống xét van, một đầu nối đất như này đấy. Như vậy nếu mà nó ngắn mạch bạn, nếu mà 2 dây này mà chạm nhau là phải nó bị rơi tình trạng ngắn mạch không, pha B nối đất ngắn mạch đó. Cái đó mà bình thường này bạn thì cái thằng này tổng trở nó là megohm, thì cái dòng điện đi qua đây bạn nó gần như là bằng không, Y bằng U chia R đấy. Thì M R bạn nó là megohm rất là lớn, thì cái dòng điện gần như bằng không để cách ly đường dây với đất. Nhưng mà khi có xét đánh trên đường dây bạn thì điện áp của xét nó làm cho cái tổng trở của cái chúng xét van này thay đổi, đang megohm nó xuống vài ohm ạ, thì toàn bộ năng lượng xét nó được dẫn xuống đất, tản đất. Và khi xét được tản đất rồi thì cái này thì bạn từ vài ohm nó lại trở lại megohm, trở về trạng thái bình thường để cách ly đường dây với đất. Đó ta gọi là cái thiết bị chống xét van chúng ta. Rồi tiếp thì bạn, chúng ta sẽ đây, cái này là chống xét ha, nên đi lên truyền đường dây. Rồi đây là cái máy cắt ha, 630 A cắt chúng ta. Đó. Đây, các bạn thấy ở đây, đây là cái CT ha, CT và đây là cái VT, ta gọi là cái biến dòng và cái biến áp. Đây để đưa cho cái đồng hồ đo đây bạn.
Thì cái đồng hồ đó 32 ta ha. Thì trên cái đồng hồ bạn biết bây giờ người ta dùng đồng hồ điện tử đấy bạn, ta gọi là cái đồng hồ đa năng đấy. Trên bên trên sơ đồ cấp điện chúng ta sẽ có cái đồng hồ đa năng này. Thì thường bạn cái dòng định mức của nó là chỉ có 5 ampe thôi. Nếu mà chúng ta đưa dòng lớn hơn 5 ampe thì nó sẽ cháy đồng hồ. Thì vì vậy mà chúng ta phải có một cái giải pháp ta gọi là cái CT bạn. CT ha, cái biến dòng đấy. Chúng ta sẽ đưa ví dụ dòng dòng chạy cho đây 100 ampe. Thì chúng ta sẽ chọn cái biến dòng là 195. Như vậy là dòng sơ cấp 100 ampe thì đưa về dòng thứ cấp này bạn, cái đồng hồ trên này là 5 ampe. Như vậy cái đồng hồ là bạn nó sẽ đo 5 ampe sau đó nhân với tỷ số biến dòng 195. Rồi nó sẽ đo được giá trị thực. Tương tự biến áp này vậy ha. Để nó đưa điện áp phù hợp với cái đồng hồ đó thôi. Rồi tiếp này bạn, đây chúng ta sẽ dẫn qua cái cáp này. Thì bạn nhìn thấy cáp này này, cái này thì chúng ta thấy ghi 3 nhân với 1 xe không? Thì đây người ta sẽ ghi rõ cái tiết điện của cáp nha. Cáp chúng ta là 95 mm vuông. Và dây đây bạn, đây là mã dây nữa đây. Đây là dây đồng ha. Và cắt điện của nó là XLPE. Vỏ này là vỏ PVC. Và đây là bạn M là medium voltage couple, ta gọi là cáp trung thế. Đấy. Như vậy là cái từ điện lực bạn, tức là kéo vào cái tủ MP này bạn, của tủ trung thế này ha. Thì chúng ta dùng 3 sợi dây cáp đơn, mỗi sợi là 95 mm. Rồi, đây thầy sẽ chiếu qua cái cáp cho bạn xem cái cáp một xíu ha. Chúng ta hiểu rõ cái này nha các bạn, tại vì chúng ta ghi cái này mà 3 nhân 1C nó khác với 1 nhân với 3C nhé bạn. 1 nhân 3C ha. Đây để thầy cho bạn xem cái cáp một xíu ha. Cáp điện này. Chờ thầy xíu ha. Bạn xem cái cáp người ta để hình dung người ta ghi cho nó đúng ha. Chờ tôi tìm cái cáp để đâu. À. Đây, bạn xem cáp cho thầy cái ha. Đấy, được bạn. Đấy, đây là cái cáp bạn. Cáp bạn đã nhìn thấy đây là cáp 95 này. 95 mm. Thì cái lớp bên trong đây bạn. Thì phóng lớn đây bạn nhìn thấy bên trong nha. Đây, bên trong này thì bạn là dây đồng ha, dây su đấy. Su ha. Rồi cái lớp trắng trắng bạn nhìn thấy này bạn, đây là lớp XLPE, lớp cách điện nha. Và lớp vỏ bên ngoài này là lớp PVC. Thì cái dây điện chúng ta sử dụng ở nhà mình đó bạn là thường là đồng và vỏ PVC thôi. Cái dây xanh dây đỏ mình ấy. Còn dây này nó tốt hơn bạn, nó thêm một lớp cách điện XLPE. Thì cái dây này ta gọi là dây 1C cho bạn. 1C. Tức là một dây đơn 95 mm. Còn ví dụ người ta ghi là 1 nhân với 3C. Là khác các bạn, trong cái cáp này bạn, trong cái cáp này nó sẽ có 3 dây đơn trong này. Nếu mà 1 nhân 3C nha. Thì đương nhiên giá tiền nó sẽ gì anh? Nó cao hơn rất là nhiều. Còn cái này là dây đơn các bạn, đơn là 1C là dây đơn. Nhớ thầy ha. Còn ví dụ 3C là 3 dây đơn trong một loại đấy. Và 4C là 4 dây đơn trong một loại. Nhớ thầy ha. Thì bạn thì đương nhiên cái cáp này bạn là nó dẫn điện tốt hơn các bạn. Dây đơn bạn thì chúng ta đi điện nó cũng dễ phải không? Còn đương nhiên mà cáp có nhiều loại bên trong thì nó ưu điểm đó về thẩm mỹ nó tốt hơn thẩm mỹ ha, những không gian mà chúng ta không cho phép kéo dây đơn thì chúng ta phải dùng cái dây dây nhiều loại chúng ta ghép lại đó, đó bạn lưu ý thế này. Đây thế thì bạn như vậy là cái dây từ trung thế cho bạn, bạn thấy người ta dùng dây 95 đúng không? Theo bạn bây giờ hạ thế là tiết diện dây lớn hơn hay nhỏ hơn bạn? Các bạn nào trung thế là 95 mm này bạn, thế bạn bây giờ hạ thế
thì nó sẽ lớn hơn, nhỏ hơn. Nhỏ hơn, nhỏ hơn. Hạ thế nhỏ hơn đúng không? Em nghĩ nhỏ hơn. À đúng rồi, thì theo chúng ta suy đoán như vậy là thường là hạ thế nó nhỏ hơn. Nhưng mà thực tế bạn thì hạ thế nó sẽ lớn hơn. Lý do là bạn biết rồi, bạn biết là cái chúng ta có học bên máy biến áp rồi đúng không? Công suất thì S thì bằng cắt 3 lần U nhân gì bạn? 3 pha đấy, 3 pha ta. S bằng cắt 3 lần UI đúng không? S bằng cắt 3 lần UI. À, như vậy là công suất bên sơ cấp và bên thứ cấp nó phải bằng nhau. Thì như vậy là bên bạn biết bên 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 sơ cấp á, là cái cấp trung thế. À, thì vì điện áp nó cao hơn, còn bên 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 thứ cấp mình là hạ thế. Hạ thế thì điện áp nó thấp hơn. Đúng không? Như vậy là S bằng cắt 3 lần UI. Như vậy S1 sẽ bằng cắt 3 lần U1 I1. S2 sẽ bằng cắt 3 lần U2 I2. Như vậy bên bên hạ thế bạn thì thằng U2 nó nhỏ hơn U1. Do đó cái thằng I2 nó sẽ gì bạn? I2 nó sẽ lớn hơn I1. À, mà bạn biết là dây dây của những CV ấy thì nó hoàn toàn phụ thuộc chọn vào dòng điện. À, chúng ta sẽ tính nha ha. À, thì đương nhiên thì bạn để chọn được cái máy biến áp cũng như CV à, thì chúng ta phải tính được dòng điện. À, thì thầy sẽ hướng dẫn bạn một cái bảng gọi là bảng Excel tính à. Chúng ta sẽ có một cái bảng tính, thì bạn đi làm sau này vậy ha, thì tất cả chúng ta phải có một cái bảng gọi là bảng tính Excel à. Đây thầy chiếu cho bạn xem một cái bảng tính này để chúng ta gọi là cái cơ sở khoa học bạn, là chúng ta phải thành lập một cái bảng tính à. Anh chờ một xíu ha, đang mở bảng tính các bạn. Đây bạn. Đây lại cái thì mở lại bạn tính trước bạn chặt thế. Đây à, đây là cái bảng tính ha, chúng ta phải có tao gọi là cái bảng tính phụ tải bạn. À. À, và chúng ta sẽ tính bạn, chúng ta sẽ tính được cái từng phòng, à, sau đó chúng ta tính từng tầng ha. Và chúng ta sẽ tính được cái tủ tủ tổng đó bạn, tủ MP ha, bên switchboard đấy. Và đương nhiên từ cái tủ này này bạn thì thầy bắt đầu mới chọn đến cái trạm biến áp, chọn được công suất trạm ha. Đây tải chúng ta tính nha, đây là công suất trạm chúng ta chọn đó. Và từ công suất trạm này thầy sẽ chọn CV tổng và chọn dây dẫn ha. À, ví dụ cái này bạn thấy là cái dây 95 à, còn hạ thế thì dây bao nhiêu à, chúng ta xem tiếp cái này thầy ha. Đấy. Là có cái rồi đây, như vậy đây trung thế nha, trung thế thầy dùng 3 dây ABC ha, à, mỗi dây là 95 vuông à, thầy nhắc lại xíu ha, dây này là dây đồng nha, dây đồng thì dây điện chúng ta có hai dây thôi, dây đồng hoặc là dây nhôm thì ký hiệu là AL không à, và đây là lớp cách điện nữa là bạn, còn đây là lớp vỏ bên ngoài à, đi bên này. Rồi tiếp này bạn, đây cái chạm này. À, cái trạm chạm điện chúng ta, cái trạm biến áp ra đấy à, đây là cái trạm này công suất là 1.250 kVA đấy. Thì cái này thì nói bạn để biết được công suất này chạm nhiều là chúng ta phải tính cho tải không, tải sau đó chúng ta sẽ chọn công suất chạm lớn hơn bằng công suất tải à. Thì để tính tải thì chúng ta sẽ dùng một cái phần mềm, đó là phần mềm Excel ha. Thì về sau thầy sẽ hướng dẫn bạn lập cái bảng tính à, và hoàn toàn dựa trên cái công thức bên chúng ta học một pha hay ba pha sẽ tính cho nó. Rồi đây là cái máy biến áp này bạn ha, thì máy biến áp này là right side là máy biến áp loại khô à, thì chúng ta có hai loại thôi, một loại oil là biến áp dầu và một loại spray là biến áp khô à. Rồi là transformer máy biến áp không, công suất 1.250 kVA à, đây là cái đầu sơ cấp đó bạn à, có thể 15 hoặc 22 kV, đầu ra chúng ta là 0,4 nha, 0,4 kV tức là 400 V bạn. Thì thường ba pha chúng ta hay nói là 380 đúng không bạn, một pha chúng ta là 22 à, còn ba pha chúng ta là 38 38 thì các bạn hiểu đó là dưới tải nha,
tải cái tab laptop 8 cho đó ở đầu trạm đấy bạn. Đây là cái nguồn chúng ta này, máy nắp ta xem là cái nguồn điện chúng ta, thì người ta sẽ không cấp 88 mà cấp 400 ha. Tại vì trên từ khi chúng ta truyền tải điện từ trạm máy nắp đến tải ta bạn, thì chúng ta dùng dây dẫn ha, thì nó có tổn thất trên đó, tổn thất số đáp trên đó. Cái đó mà chúng ta cấp 380 thì dưới tải ta sẽ không đạt 88 rồi. Còn đương nhiên thấy cấp 400 thì ví dụ số đáp 20 thì chúng tải ta còn được 88 lưu hẳn ha. Cái đó mà chúng ta thường hay nói là ở trạm ta là 14 nha, là 400 V đấy. Đây, đây là cái tổ nối dây nữa thầy không, nối dây. Thì các bạn lưu ý này, đây là phần sơ cấp máy nắp thì người ta nối hình gì đây bạn? Đây là ta nối gì nhỉ? Giáp. Mười phần lam ha. Như vậy là sơ cấp là nối tập giác, còn thứ cấp chúng ta nối gì bạn? Sao? Nối sao? Các bạn nào biết tại sao phải đấu vậy không? Bạn nào biết tại sao mà sơ cấp người ta đấu tập giác, thứ cấp là đấu sao? Và đây là máy biến áp phổ biến ở Việt Nam mình nha bạn. Các bạn nào giải thích được cho thầy không? Tại sao mà ta không đổi ngược lại? Bên sơ cấp này người ta đấu sao và thứ cấp đấu tam giác mà lại đấu ngược lại này, nhớ ha, để sau này chúng ta vẽ bật vẽ chúng ta chưa đúng thầy. Tại vì các bạn lưu ý này, bên khi nãy chúng ta đầu vào lưới điện chúng ta đấy bạn, lưới điện bên ngoài đường dây truyền tải ra mà thấy là người ta chỉ kéo 3 dây đúng không, ABC thôi nha, chứ không kéo trung tính nha bạn. Trên đường dây truyền tải cao thế ra mà chúng ta thấy cái dây cao nhất ấy, là cái dây trung xét nha, dây trung xét chứ không phải là dây dây trung tính đâu. Người ta không kéo trung tính mà người ta chỉ kéo 3 dây ABC thôi. Cái đó mà cái đầu này chúng ta chỉ kéo đấu 3 dây đấu tam giác không, ABC đâu vào thôi. Còn thứ cấp này tại sao người ta phải đấu sao mà đấu tam giác? Tại vì thứ cấp bạn là ngoài 3 dây ABC người ta lấy cấp cho tải đấy, tải 3 pha chúng ta cấp 3 pha ABC thì chúng ta còn có tải 1 pha đúng không, chúng ta ví dụ đèn quạt ha, là tại 1 pha thì 1 pha bạn thì bắt buộc chúng ta phải lấy cái điểm trung tính. Thì các bạn biết trong khi đấu sao bạn, đấu sao là ba đầu cuối chúng ta nối chung lại đúng không, x y z nó chung lại thì cái điểm chung chính là điểm trung tính. Cái điểm sao này bạn, điểm này nó ra chính là điểm trung tính, và ta lấy một dây trung tính với một dây pha thì chúng ta sẽ cấp cho tải một pha. Như vậy khi đấu sao này bạn thì chúng ta sẽ được hai cấp điện áp, một cái là u dây bằng 38 đấy, còn u pha chúng ta là lấy 22 đúng không lưu bạn. Và đấu tam giác này chúng ta chỉ có một cấp điện áp thôi nha, là u dây bằng u pha là bằng 38. Còn đấu sao thì chúng ta u dây bằng căn 3 lần u pha. Cái đó ha, giờ đó chúng ta lưu ý như này để chúng ta vẽ cho đúng ha. Cái đó mà ở Việt Nam mình là thường sơ cấp là đấu sao, đấu tam giác các bạn, thứ cấp chúng ta sẽ đấu sao để có điểm trung tính, để ra được hai cấp điện áp. Đây, như vậy khi bạn đi làm với các bạn thì thường chúng ta sẽ đề xuất thằng điện lực, bên điện lực ha, cấp cho mình một cái trạm công suất. Ví dụ đây thầy sẽ làm cái tờ trình yêu cầu điện lực cấp cho thầy cái trạm biến áp là 1250 kV. Thì điện lực nó sẽ cho người xuống nó khảo sát với cái công suất trạm này cấp cho tải người ta có phù hợp hay không. Nếu phù hợp thì nó sẽ cấp cho bạn nha, còn nếu không phù hợp thì nó sẽ bắt bạn tính toán lại dưới ha, lý bạn ha. Như vậy cái công suất này bao nhiêu là do các bạn phải tự đề xuất nha, mà dựa trên cơ sở chúng ta tính toán phụ tải ta ha. Đây ví dụ cái này thầy tính ở đây bạn, đấy bạn xem cái file cắt cái này đây, cái file đây bạn nhìn cái công trình này thầy tính đấy bạn, đây công suất đây. Như vậy tải của thầy là bao nhiêu đây bạn, của tải của thầy đây bạn nhìn thấy được không, để cho nó lớn lên tí ha. Cho lớn lên xíu. Đây bạn, S tính toán này ha, là 1314 kVA. Đây là công suất tải thầy. Thì bây giờ thầy sẽ tính chạm biến áp đây bạn. Chạm biến áp đây. Như vậy biến áp của thầy bây giờ phải lớn hơn 1314 nha, 1314 kVA. Thì thầy trạm biến áp, trên biến áp chúng ta ở Việt Nam mình bạn có một cái hãng người ta gọi là TBD đấy, cái trạm biến áp các bạn hay thấy chữ TBD không, là thiết bị điện đấy, thì nó có 1.500, thì thầy sẽ chọn 1.500 nha. Ví dụ Việt Nam mình có 1.000, 1.500, nó có 1.250 là không đạt đúng không, thì chúng ta sẽ chọn 1.500 giờ. Và ví dụ máy biến áp thì chế tạo theo tiêu chuẩn của IEC bạn châu Âu á, thì nó có 1.600, 2.000
thì lúc đó thầy sẽ chọn ngàn sáu, không? Đó lưu ý bạn ha. Thì Việt Nam phổ biến nhất là chúng ta hay dùng cái chữ TPD phải không? TPD ha, thiết bị điện Việt Nam mình đấy. Đấy, thì từ công suất trạm này bạn bắt đầu thầy mới bắt đầu để chọn dây và chọn CV, chọn dây và chọn CV, và từ đây thầy mới tính cho được bạn. Ví dụ đây thầy sẽ có này, ví dụ thầy tính cho cái dòng này, y ha, y bằng s, bằng s là thằng này không? Chia cho căn 3 sqrt, căn 3 cho thầy xíu. Bấm bằng này ha. S chia cho sqrt căn 3 bạn. Thôi chưa, thầy nhấm nhầm sang cái nút này. Rồi, chờ thầy làm lại xíu ha. S này chia cho rồi, căn bậc 2 cộng 3 đúng không? Rồi, chi mình là 380 không? 380. Căn 3 lần UI bạn. 3 lần UI thì Y sẽ bằng S chia căn 3 U. Đó, như vậy nó ra con số là bao nhiêu bạn? 227957. Được không? Thấy được bạn? Làm thấy được không? À, như vậy là cái dòng nha. Cái dòng. Và nếu mà dòng tải đấy bạn. Nếu mà dòng tải thì tính bao nhiêu đây? À, cái này sẽ bằng này. Tính theo tải nha. À, cái này chi cho này là sqrt rồi chi này là 380. À, nếu tải là 1997 không? À, như vậy lưu ý bạn, nếu mà thầy tính theo tải đây là dòng tải là 1997 thì lúc này thầy chọn cái CV là 2000 được không? 2003 được không? Được bạn. Ok không? Đây như vậy nếu tính tải 2000 và thằng này thì chọn 2000 được không? Làm được không Lam? Không thầy. À, tại sao Lam? Chọn lớn hơn cái công cái lớn hơn cái đó mới được. À đúng rồi. À, khi chọn CV bạn ha là chúng ta phải dòng là phải lớn hơn bằng trọng tải, đâu? Điện áp phải lớn hơn điện áp mạng các ta. À, lưu ý bạn ha. Thì như vậy bạn thấy có sự khác biệt không? Nếu thầy tính theo tải là chọn 2000 thôi. Còn nếu mà tính theo chạm á, thì phải chọn 2500. Thì theo bạn bây giờ thì bạn chọn theo nào? Chọn theo tải hay chọn theo chạm? Mời bạn Phúc nha. Bạn Phúc. Phúc. Dạ em nghĩ là chọn theo chạm này. Chọn theo chạm. À, Phúc, nguyên nhân tại sao Phúc? Sao mình thì tính theo chạm này? Phúc đúng đấy. Ý tưởng Phúc là đúng đấy. Nghĩ là có thể là gắn thêm tải nữa. Ừ đúng rồi, cảm ơn Phúc, đúng rồi. Đây bạn, nếu mà chúng ta tính theo tải thì bạn thì chúng ta chỉ tính 1.300 thôi là chọn 2.000. Nhưng mà nếu theo tính theo chạm này bạn thì chúng ta chọn tới 2.500 phải không? Chúng ta biết CV đây là lớn rồi bạn ạ. Từ 1.250 MPa trở lên thì chúng ta sử dụng ACV nha. CV chúng ta có 3 loại nha. Loại thứ nhất là loại MCV là CV tép đấy, CV nhỏ ha, từ 100 MPa trở xuống. Còn CV thứ hai là MCB là từ 133 trở lên. Đó. Và CV thứ ba là cái loại lớn bạn là mắc tiền đấy là ACB, air circuit breaker đấy. Thì cái CV này là CV dùng máy cắt không khí vào, máy cắt không khí ha. Thì thường 630 MPa là có rồi bạn, đến 6.300 MPa. À, nhưng mà đi làm thực tế bạn này thường 1.250 MPa trở lên thì người ta mới dùng ACB nha. Lý do là bạn là tại vì cái giá tiền nó rất là cao. Ví dụ cái ACB này bạn, ACB 630 MPa. Với lại cái MCB 630 MPa, hai cái đều có nha. Ví dụ 630 MPa thì bạn chỉ hết khoảng 10 triệu thôi. 10 triệu một cái 630 MPa. Nhưng mà ACB bạn, ACB thì bạn mất tầm cỡ là 60 đến 70 triệu một cái. Đó, đó là cái dạng dạng giá của thằng LS nha. Như vậy nó gấp lên 6 đến 7 lần giá tiền rất cao. Cho đó mà đi làm bạn lấy khi mà cái dòng từ 1.250 MPa trở lên thì chúng ta mới sử dụng ACB. Đó. Đấy. Thì các bạn nếu mà thầy chọn này bạn thầy chọn 2000, còn đây thì thầy chọn 2500. Thì sau này nếu mà thầy tăng thêm tải, giống bạn Phúc nói đấy, bạn mấy giờ lên 1300 mà chúng ta chọn 1500 thì nó đang dư tầm gần cỡ 200 không? 200 kPa. Bây giờ trong quá trình bạn biết phụ tải chúng ta càng ngày càng tăng lên đúng không? Chứ không có giảm xuống. Như vậy là cái chung cư hoặc là cái xí nghiệp đó người ta sẽ mở rộng tải lên. Vì tải tăng lên thì nếu mà bạn chọn theo cái tải hiện tại này thì chúng ta phải thay CV không? Thay CV. Không? Và phải thay dây dẫn nhưng mà tốn kém. Còn nếu mà chúng ta chọn theo chạm á thì chúng ta chỉ lấy điện câu vào thôi, chúng ta không phải thay CV và dây dẫn nha.
Do đó đi làm nhớ thầy là khi có công suất chạm rồi thì toàn bộ dây dẫn và CV tổng là chúng ta phải tính theo chạm nha. Tính theo chạm, chúng ta không được tính theo tải, để dự phòng sau này tăng tải là chúng ta chỉ cover chúng ta lấy thôi, không phải thay, không phải thay tốn kém mà ảnh hưởng đến việc cấp điện, thì chúng ta phải cúp điện cho mới thay được, nhớ lưu ý bạn không? Đó bạn lưu ý ha, chúng ta thần toàn chúng ta thành lập bảng tính, rồi dựa trên bảng tính này chúng ta sẽ chọn bảng thiết bị ta. Đấy. Rồi tiếp đây bạn, đây bạn sẽ nhìn thấy cái bạn vẽ cái này tiếp thầy ha. Đấy bây giờ thầy công việc các bạn đi làm này, thứ nhất là chúng ta làm cái tờ trình ha, yêu cầu điện lực nó sẽ cấp cho một cái trạm, công suất trạm chúng ta sẽ đề xuất đó, bao nhiêu. Rồi thứ hai bắt đầu đến lượt chúng ta quản lý đó bạn, từ cái trạm này chúng ta sẽ kéo lên một tủ tổng chúng ta, thì tủ tổng bạn chúng ta gọi là tủ MSP nha, tủ tổng các bạn đây tủ này, MSP, ta gọi là main switchboard đấy, còn đây là low voltage nha, tủ điện chính hạ thế đấy, tủ tổng. Vì trong cái chung cư hoặc là trong một cái xí nghiệp hoặc công ty đấy là chúng ta phải cấp điện từ trạm biến áp đến cái tủ điện tổng này, đúng chưa? Chúng ta và tủ từ tủ tổng này chúng ta mới cấp lên các tải các bạn, cấp lên các phụ tải chúng ta, được chưa? Rồi thì bạn quay này, bây giờ chúng ta phải kéo điện từ cái trạm này vào cái tủ tổng đúng không? Kéo điện từ trạm tủ tổng này thì bạn quay người ta dùng dây mấy chấm này, ý thầy, đây, đây người ta dùng dây mấy chấm này, đọc không? Đấy nhá, cái dây này bạn, người ta ký hiệu cái dây này không? Nối từ chạm vô. Như vậy cái dây này bạn là dây này là dây 240 mA. Không? Như vậy khi này trung thế bạn thấy, trung thế cái này có 95 à. Đúng không? Tại vì trung thế bạn là cái điện áp nó lớn. Đúng không? Thì dòng nó nhỏ. Còn hạ thế bạn là điện áp nhỏ thì dòng nó phải gì? Lớn lên. Dòng lớn lên thì đương nhiên cái dây nó sẽ lớn hơn. Được chưa? Đấy, như vậy bạn thấy là người ta dùng này bạn là dây 240 mV. Một xe không? Một dây đơn ấy 240 là dây nó to như bắp tay ta không? Ta có này. Đấy. Và người ta dùng mấy dây đây? 5 dây. Như vậy là 5 nhân với 1C 240. Dây này là dây đồng nhé bạn. Cắt điện XLPE vỏ BC và người ta ký hiệu này là bạn trên một pha. Trên một pha. Tức là gì? Đây ví dụ đây là pha đi. Chúng ta có ba pha nha. Pha A, pha B và pha C. Được chưa? Thì một pha này người ta phải dùng tới 5 dây. Bạn nào biết nguyên nhân không? Bạn nào biết nguyên nhân tại sao mà dùng tới 5 dây bạn? Tại sao biết 5 dây không? Ví dụ đây, đây bây giờ thầy sẽ quay lại cái công suất chạm đây nha. Bạn ý này, chạm của thầy là bao nhiêu đây? 1250 kVA đúng không? 1250 kVA. Nhưng bây giờ thầy sẽ coi cái dòng điện nó bao nhiêu đây. Tính cho cái dòng này. 1250 kVA. Thầy tính cái dòng thử các bạn. Ta sẽ coi cái thằng Excel ha. Thầy tính thử cái dòng này. Đây, thầy có đây này. S này bằng 1250 không? kVA ha. Đây thầy đổi ra VA. Không? Rồi thầy chia cho này là cách 3 SQRT. Ôi, thầy nhầm sang cái nút shift ha. Rồi chia cho điện áp ta là 380 y ha. S bằng cách 3 lần y, như vậy y sẽ bằng S chia cách 3 u đúng không? Chia cách 3 u ha. Đó. Ở đây là S này, cách 3 u. Rồi. Như vậy nó ra được là 1899 ampere. Như vậy theo bạn chọn cái CV nhiêu đây? Chọn CV nhiêu bạn? CV phải lớn hơn này không? Bây giờ nhà sản xuất nó có 1600, nó có 2000, nó có 2500. Thì theo bạn chọn nhiêu đây? Chọn 2000. Chọn 2000 ampere, đúng không? Như vậy lúc này thầy sẽ chọn ACV nhá. 2000 ampere. Như vậy bạn coi cái thằng này này bạn. Có cái thằng đây người ta chọn CV như đây, ra coi CV tổng này, đấy thấy CV tổng chưa? Như vậy là người ta sử dụng CV tổng không, 2500 không, đúng chưa? Rồi đây đây bạn, đây là 4B là 4 cực nha, B là power là cực đấy, như vậy là thầy có pha A, pha B, pha C và thêm một dây nữa là dây trung tính không, cắt trung tính luôn. Rồi đây là bao nhiêu anh?
cái dòng này, nhớ nhà cái dòng này là dòng hình bức này bạn, 2.500. Như vậy dòng tải cái này là 1.800 phải không? 1.800 bao nhiêu đấy? Ha. À, để thầy coi lại con số cái này là 1.800 như đây. 1.899 à. Cho là 1.900 phải không? 1.900 ha. Như vậy là bạn à. Đây. Đây. Đây chiếu này phải không? Đấy, như vậy là khi nào bạn là thầy chọn ACB là 2.500. Khi nào mà dòng lớn hơn 2.300 là cái ACB này nó nhảy không? Cúp xúc à, thì nó bảo vệ, ta gọi là bảo vệ quá tải. Nha. Yeah. Như vậy khi chúng ta gắn ACB bạn thì nó có hai chức năng bảo vệ. À, thứ nhất là quá tải và thứ hai là ngắn mạch. Đúng không? À, quá tải tức là khi mà dòng lớn hơn dòng tải. À, và trong thời gian dài đúng không? Còn ngắn mạch bạn là chập chập giữa các dây pha hoặc dây pha với đất. Thì trong trong hệ thống điện cho ta bạn nguy hiểm nhất là trường hợp ta gọi là ngắn mạch đấy. Ngắn mạch ha. Thì ở đây bạn nhìn cho thầy 40 kilo ba này có nghĩa là sao? Đấy, các bạn nào hiểu được thông số này không? Đấy, các bạn nào hiểu thông số này giải thích cho thầy cái coi. 2.300 là quá tải rồi đúng không? À, như vậy là khi nãy là chúng ta thấy dòng tải là 1.900 đúng không? Bây giờ là khi mà nó xảy ra sự cố quá tải, tải tăng lên hoặc nó bị ví dụ các bộ phận chuyển động nó bị kẹt trục không? Dòng tăng lên à, thì bây giờ ví dụ nó lên 2.500 thì có phải ACB này 2.000 nó sẽ cắt không? ACB cắt xuống ha, làm cho hệ thống chúng ta mất điện bảo vệ tải ta. Còn 40 km này, đây bạn nào biết là gì đâu? À, trong ACB bạn thấy à, nó ghi hai thông số nha. Thì cái thông số thứ nhất này là bảo vệ quá tải, còn đây là bảo vệ ngắn mạch. Ngắn mạch chúng ta. À, thì thường các bạn không để ý cái này, à, đặc biệt là các kỹ sư điện chúng ta à, không để ý cái này là khi mà xảy ra sự cố ngắn mạch các bạn là chúng ta sẽ không bảo vệ được. Ví dụ trong hệ thống điện chúng ta có ngắn mạch một dây lai chạm đất thì ta gọi là ngắn mạch một pha, đúng không? Rồi hai dây nóng chạm nhau AB đấy bạn, AB BC hoặc AC là ta gọi là ngắn mạch hai pha. Và nguy hiểm nhất bạn là trường ba dây nóng chạm nhau ABC chạm nhau, yeah. Và trong khi tính toán ngắn mạch bạn, chúng ta phải tính trường hợp nguy hiểm nhất là cái ba dây chạm nhau thì cái dòng ngắn mạch bao nhiêu, đúng không? Để thầy chọn được cái CB. Thì cho đó mà chúng ta có một cái bảng người ta gọi là bảng tính ngắn mạch. Yeah. À, thầy sẽ hướng dẫn bạn một cái bảng tính ngắn mạch. Và để tính ngắn mạch bạn thì chúng ta sẽ dùng một cái tài liệu là của IEC đấy. Yeah. Không biết bên trung tâm được gửi bạn chưa? IEC. Tài liệu IEC. À. Thì thầy sẽ dùng tài liệu IEC này sẽ hướng dẫn bạn tính toán ngắn mạch. À, thì cái 40 km bạn, đây là khả năng cắt ngắn mạch của CB. À, vậy CB này có khả năng cắt được cái dòng ngắn mạch là 40 km. Như vậy khi xảy ra ngắn mạch đấy bạn, nếu mà dòng mà lớn hơn 40 km thì CB này nó sẽ bị sao anh? À, CB này nó sẽ bị phá hỏng. Phá hỏng. À, không biết mấy bạn có để ý không, thầy có một cái anh học trò bạn mới vừa làm đi làm cách đây được 3 tháng rồi. Thì vô công ty bạn thì anh là không phải là người thiết kế cái tủ đó. Thì công ty có một cái anh thiết kế trước, anh đã làm cấp cho cái doanh nghiệp bạn. Và nó vừa gặp sự cố bạn là một con chuột nó chạy ngang qua bạn, nó làm ngắn mạch hai thân cái. Như vậy toàn bộ cái tủ điện của anh cháy hết. À, là nguyên nhân bạn là do anh đã chọn sai cái dòng ngắn mạch này. Tức là cái dòng ngắn mạch thực tế khi xảy ra bạn là nó là 22 kg, trong khi cái anh làm cái tủ bạn, anh chọn cái CV khả năng cắt ngắn mạch có 6 kg thôi, có 6 kg. Như vậy khi xảy ra ngắn mạch bạn, CV này không đủ khả năng cắt, do đó mà cắt tới điểm của CV nó bị sao anh? À, cắt tới điểm CV nó bị nóng chảy. À, như vậy là bạn biết là khi mà chúng ta có hai cái điện cực này, chúng ta cấp một đầu là A và B, khi xảy ra sự cố thì có phải cái CV bạn nó sẽ nhảy ra không? Cắt ra, đúng không? Đấy, như vậy là bây giờ CV này bạn tính dòng bị sai, ví dụ dòng đi qua nó là 22 kg mà anh chọn có 6 kg thôi, thì cái dòng nó chạy qua là bạn làm cho tới điểm này nó bị nóng chảy, nó dính lại luôn, giống như ta hàn ấy, hàn lại. Như vậy lúc này có ngắt ra được không? Nó không ngắt được. À, lưu ý bạn, lưu ý ha. Do đó mà chúng ta phải tính cái này rất là quan trọng này bạn. À, thường cái dòng ngắn mạch này, dòng quá tải này ai cũng tính được, nhưng mà cái dòng ngắn mạch này chúng ta không tính được. Rồi, do đó mà các bạn hay bị sai chỗ này. Do đó mà chúng ta phải tính một cái bảng tính. Đây thầy chiếu cho bạn xem một cái bảng tính ngắn mạch cái ha. À, chúng ta sẽ dùng cái phần mềm Excel cho tính ha. Đây bạn. Đấy. Đây cho bạn xem cái bảng tính ha. Như cái này thầy sẽ cung cấp cho các bạn. À. Đây bảng tính ngắn mạch này. Đây.
Đấy, chúng ta sẽ có bằng tính cái mặt ha. Đấy, thầy giờ dùng tài liệu như C nhé bạn. À, cái cuốn này tiếng Anh thầy có gửi cho các bạn rồi phải không? À, còn nếu mà các bạn không đọc tiếng Anh thì thầy sẽ gửi cho bạn cuốn tiếng Việt để ta có chất rồi. Thì đây bạn, thầy sẽ dùng cái tài liệu IC thì tính ha. Đây là công thức của bên IC bạn. Rồi sau đó thầy sẽ áp dụng cái này thì tính này bạn. Đây, ví dụ gắn mặt ở cái thân cái này bạn. Nguy hiểm nhất cho bạn là gắn mặt tại nguồn đấy bạn. Thì công thức gắn mặt cho ta này. S bằng U chia căn 3 lần. RT chia XT. Thì R đây bạn là ta gọi là điện trở tổng đấy. Ví dụ khi gắn mặt ở tại thân cái bạn thì thường là cái dòng nó chạy từ điểm gắn mặt về phía nguồn đúng không? Về phía nguồn. Rồi, do đó mà cái điện trở này bạn bao gồm điện trở của dây dẫn, điện trở của CB và điện trở của trạm biến áp và điện trở của tổng cộng lại ha, ra được cái tổng. Do đó mà cái điện trở này mà càng lớn thì sao bạn? Có phải dòng gắn mặt càng nhỏ không? Dòng gắn mặt càng nhỏ ha. Thì bạn biết rồi, càng sang nguồn đó bạn thì cái dây chúng ta càng nhỏ dần. Và dây càng nhỏ dần thì điện trở nó càng lớn dần. Là tại vì điện trở trên dây dẫn bạn, đây bạn. R dây bằng rho nhân L chia cho S. Đó, rho là điện truyền xuất của dây, L chiều dài và S là tiết diện. Như vậy dây mà càng nhỏ tiết diện càng nhỏ thì R này càng lớn không? R càng lớn ha. Thì điện trở này càng lớn thì cái dòng gắn mặt nó càng nhỏ xuống. Và do đó bằng gắn mặt ở phía tải của ta bạn là dòng nhỏ nhất, còn gắn mặt ở trạm biến áp là dòng lớn nhất ha. Do đó mà khi tính gắn mặt chúng ta sẽ tính ở đầu nguồn trước. Ví dụ 33 kg. Vậy khi xảy ra gắn mặt là 33 kg phải chọn 40 kg được không? Được bạn. À, mời bạn Phúc nha. Đông Phúc. Dạ em nghĩ là được rồi. À, tức là khi xảy ra sự cố đấy là cái dòng gắn mặt thực tế là 33 kg. Được không? Trong khi CB mình chọn là 40 kg. Vậy là CB có khả năng cắt cái dòng gắn mặt là 40 kg. Dạ. 40 kg. Thế vậy là 33 kg đi qua thì tiếp điểm nó vẫn đủ khả năng chịu đựng được, nó không bị nóng chảy. Nhớ thầy nha, chứ không phải là khi nào 40 kg CB mới cắt nha. Như bạn hiểu bị nhầm chỗ này. Là khi gắn mặt cái là CB cắt liền không? CB gắn mặt là cắt liền nhé bạn, không phải là chịu, không phải ví dụ như này là dòng 2003, khi nào lớn hơn 2003 mới cắt, đó là quá tải. Nha, còn gắn mặt là xảy ra chạm dây một cái là CB cắt liền, nhưng mà cái 40 kg là nó chỉ khả năng cắt của nó. Tức là khả năng chịu được cái dòng gắn mặt đấy. Như vậy là 33 kg chọn 40 kg ok. Còn bây giờ thầy chọn 10 kg được không? À đúng rồi, để chọn 10 kg là CB nó sẽ bị nóng chảy tiếp điểm, là nó sẽ bị chảy tiếp điểm, phá hủy CB đấy. Tức là khi xảy ra sự cố CB không cắt được mà bị hư tiếp điểm. Hiểu chưa? Đó bạn lưu ý ha. Đó, do đó thằng này thì chọn từ 33 kg trở lên. Được chưa? Rồi, dưới tải các bạn, dưới tải đây. 4,7 kg, phải chọn 10 kg được không? Ok phải không? Đấy, do đó mà bạn thấy trên CB này, để thầy mở một CB cho bạn coi nha. À, đây sẽ cho bạn xem một cái CB thực tế này. Để bạn hiểu cái này thì chúng ta sẽ rồi sau chúng ta vô chúng ta làm tính toán chúng ta không bị bờ ngỡ nữa ha. Cho bạn xem một cái CV thực tế này. Đây, một cái CV này gần gũi với bạn này ha, hay sử dụng này. CV của thằng bạn lóc bạn Sino đấy. Đây. Cái này thì chúng ta hay gặp ha. Đây. Đấy, trên nhãn nó có ghi được bạn. Đây, bạn nhìn như thầy này, à, cái này là cái loại C phải không? CV ha. Đấy. Rồi, thấy C16 không? À, C16 là loại C ha. Cái này hình như tài liệu bên trung tâm có gửi cho bạn đấy. Để thầy sẽ gửi lại cho bạn. Thì cái này bạn loại C và 16 này là dòng định mức của nó nha. Mà khi nào mà lớn hơn 16 ma là CV đó gì bạn? Nó cắt. Được không? Thì nó bảo vệ quá tải. Rồi bạn coi khả năng cắt gắn mặt trong này bao nhiêu đây?
Mời bạn trưởng à, trưởng có khả năng cắt nó mặt nhiêu trưởng? 4.500. À 4.500 nha, tức là 4,5 kg đấy. Được không? Như vậy khi nãy ví dụ các bạn tính cái này thì sẽ tốn 4,7 kg về chọn thằng này được không? Này chúng ta tính thấy nhỏ nhất là 4,7 kg không? Được không trưởng? Dạ không thầy. Đúng rồi, à, chúng ta phải chọn lớn hơn 4,7 kg. Và nhà sản xuất bạn có 4,5, có 6 kg và 10 kg. Thì chúng ta sẽ chọn 6 kg. Được không? Đó, lưu ý bạn ha. Đấy, lưu ý bạn. Là chúng ta tính được cái dòng ánh mặt, từ đó chúng ta sẽ tính được cái chọn SUV nó phù hợp. Và như vậy phù hợp cả hai yếu tố, thứ nhất là quá tải không, thứ hai là ngắn mạch. Nhớ này nha, để nó đủ khả năng khi xảy ra sự cố ngắn mạch thì SUV bạn đủ khả năng cắt. Và một số bạn không để ý cái chỗ này nha, là tính thường người ta tính được cái dòng định mức mà quên mất cái dòng ngắn mạch này, cái đó là chúng ta chọn đại và đến là nó khi xảy ra sự cố đó nó bảo vệ được nha. Thì chúng ta sử dụng tài liệu IC, cái phần này thầy sẽ dẫn bạn kỹ phần này. Rồi thì các bạn lưu ý này, trong CV theo tiêu chuẩn của IC bạn thì nó có 3 loại nha. Loại thứ nhất là loại B này, thấy không? Loại B, loại thứ hai là C, và loại thứ ba là loại gì? Loại D. À, thì cái loại C chúng ta mới nhìn thấy đấy, C16 không? Còn loại B đó bạn, loại B là cái dòng khởi động nó bạn bằng 3 đến 5 lần dòng bức. Thì cái này dùng cho tải thuần trở nha. Còn cái loại C này thì bạn là chúng ta dùng tải chung, ta hay đi làm ta hay dùng nha. Và loại thứ ba là loại D bạn, là dùng cho những tải động cơ công suất lớn. Thì dòng khởi động của bạn bằng 10 đến 20 lần dòng bức. Rồi. Thì cái này bạn, cái loại này là chúng ta ít gặp lắm nha. Cái này chúng ta ít gặp. Và thực tế trên thị trường chúng ta chủ yếu là loại gì thôi? Loại C thôi nha. Còn hai loại này chúng ta mua không có đâu. Tại vì chúng ta nhập về bán cho ai? Bán cho khách hàng không có bạn. Khách hàng chúng ta thường mua loại loại C. Đấy, nhờ đó trên thị trường ta chủ yếu là loại loại C nha. Rồi. Đó bạn lưu ý ha. À. Tiếp đi bạn. Bây giờ chúng ta cái này cái sơ đồ đây đấy, như vậy hiểu cái con số này ha. Như vậy là thứ nhất là cái dòng hình mức ha, cái này chúng ta tính như 1.900 và ta chọn 2.000, ok không? Và thứ hai là cái dòng ngắn mạch này bạn, chúng ta phải tính ra, và đương nhiên cái dòng ngắn mạch phải nhỏ hơn 40 kg nha, thì chúng ta mới chọn 40 kg được. Và đương nhiên thì các bạn đối với cái sơ đồ này bạn còn đang bị chỗ này bạn, thì thường bạn cái ông điện lực á, ông điện lực ông sẽ can thiệp vào CV tổng này. À, và thường bạn ông sẽ quy định bạn thằng CV tổng này nhỏ nhất phải là 50 kg. 50 kg nha. Tại đây thầy chiếu các bạn coi cái chỗ thằng điện lực này. Do đó mà cái tài liệu thầy gửi cho với bạn để nhớ về tham khảo qua cho thầy một xíu ha. Để thầy cho bạn coi cái thằng điện lực này. À. Đấy chứ bạn, cái này thì chủ của điện lực ha, tổng công ty điện lực. À, nó sẽ can thiệp CV tổng cho bạn ha, thì cái CV tổng của bạn nó sẽ can thiệp đây. Đây, cái này. Đây, quy định là bạn máy cắt hãm ACV không? ACV ha, các bạn đã đọc được không? Phúc, Phúc xe đâu Phúc? Dạ được ha. Ok ha. Rồi, thì cái này thầy sẽ gửi cho bạn đây, thầy giới thiệu qua bạn xíu ha, trang 45 này. Đấy. Thì tiêu chuẩn này áp dụng cho máy cắt hạ áp nha, người ta gọi là ACV đấy, air speed breaker. Bảo vệ chống quá tải và ngắn mạch không? Được. Đấy. Đây. Thì đây bạn, nó quy định đây. Đấy, bạn thấy này, thấp nhất của nó là 630 ampere đúng không? Còn cao nhất của nó là gì? 6.300. 6.300 mày ha. Thì ví dụ cái CV của thằng LS bạn, LS là một cái thằng của Hàn Quốc không? Giá nó bình thường nha bạn. Với cái CV ACV 6.300 mày này bạn thì bây giờ nó tầm cỡ 400 triệu nha, một cái ACV này. Chà. Còn đương nhiên mấy hàng khác thì mắc hơn nha. Ví dụ thằng Schneider đó bạn thì nó gần cỡ 1 tỷ. Rồi, một cái CV này thôi nha, mua mình cái CV này thôi. Đó lưu bạn. Đó là giá tiền của cái thằng này rất là cao. Và đây bạn, điện lực chúng ta quy định luôn bạn. Với điện áp 38 này không? 38. Thì khi nãy là 2.300 phải không? Thì cái dòng ngắn mạch của nó phải nhiêu anh? 50 kg trở lên. Kiloampere nha. Đấy, như vậy khi nãy anh chọn 40 kg là không được nha. Anh thứ nhất ví dụ anh tính là 33 kg. Được không? Mà thằng bên CV nó có này, nó có 35, nó có 40. Được không? Rồi nó có 65, nó có 75. Như vậy lúc đó thầy chọn 40 là ok rồi. Nhưng mà thằng điện lực nó quy định bao nhiêu anh?
50. Thế đó mà mình phải chọn bao nhiêu à? 50 ký trở lên. Được không? Như vậy phải phải kết hợp giữa thằng điện lực kết hợp với mình tính. Được không? Để chọn cho nó phù hợp. Ví dụ bây giờ anh chọn 40 ký này, cái này anh chọn 40 ký thì lúc đó thằng điện lực nó sẽ bắt anh tháo ra. Bắt ra tháo ra ha, nó không cho anh lắp. À, các bạn biết tại sao nó phải quy định 50 ký không? Tại sao điện lực nó can thiệp vào CV tổng này? Các bạn nào biết không? Nhớ nha, bạn bạn mà lắp cái 40 ký với bạn là nó sẽ bắt anh tháo xuống, lắp cái khác lên. Sao? Các bạn nào biết tại sao nó can thiệp vào cái CV tổng không? Còn các CV khác nó không can thiệp nha. Bên trong mà chọn 10 ký hay là 6 ký kệ anh, nhưng mà CV tổng nó sẽ can thiệp. À, lý do là bạn là khi xảy ra sự cố ngắn mạch ấy, nếu mà CV tổng mà không cắt thì sao? À, thì có phải cái dòng ngắn mạch nó sẽ chạy về chạm biến áp không? Dòng ngắn mạch chạy về chạm biến áp và nó sẽ gây lên nổ chạm. Nổ chạm ha. Thế đó thằng điện lực nó bảo vệ cái chạm của nó. À, vì vậy mà khi bạn đi làm thiết kế nhớ thầy là nó sẽ can thiệp vào CV tổng bạn. Rồi. Vì vậy mà chúng ta khi làm thì chúng ta phải tra cái tiêu chuẩn điện lực với cái mình tính toán yeah, cho nó phù hợp dung hòa cả hai cái nhé bạn. Còn ví dụ này, bạn thấy 5.000A thì nó phải bao nhiêu? 100 ký trở lên. 100 ký trở lên mới cho lắp nha. Đấy, từ 5.000A trở lên phải 100 ký. Còn lại là 50 ký trở lên hết nha. Được không? Đó, nhớ thầy cái suy tổng của thầy điện lực quy định ha. Rồi. Đó, lưu ý chỗ này thầy ha. Do đó mà khi đi làm mà bạn cái thằng này phải sửa lại cho thầy là 50 ký nha. 50 ký lên ông điện lực mới cho lắp. Đó, nó căn hợp CV tổng thôi. Còn bên trong này nha bạn, bên trong này bạn. Bạn có chọn này đây, ví dụ bạn chọn cái CV bên trong này. Cấp cho tải này. À, bên trong này anh chọn bao nhiêu ký cái anh nha. Ví dụ anh chọn 40 hay 10 hay 60 nó không can thiệp. Thế thì chỉ can thiệp vào CV tổng thôi. Cái CV tổng này. Được chưa? Cái tổng này nha. Ta khi xảy ra sự cố bạn là cái CV này nó cắt ra thì với cái trạm biến áp này an toàn không? Không nổ. À, còn CV này mà không đủ khả năng cắt bạn mà nó cháy tiếp điện luôn, dính tiếp điện luôn thì cái trạm này nó sẽ bị nổ. À, thì đó nó sẽ bảo vệ cái trạm nó cho nó chứ vậy bảo vệ cho mình. Liệu bạn anh điện lực. Rồi tiếp này. Với dòng CV 2003 mà dòng tải cái này bạn tính 1.800 á thì theo bạn bây giờ chọn dây là chúng ta dựa vào cái dòng nào nhỉ? Chọn dây ta chọn vào 2000 hay là ta chọn 1.800? Mời bạn Lam ha, Lam. Theo Lam chọn là 1.800 hay là chọn 2.000? Lam thì nên chọn 2.000. Sao Lam biết không? À, sao? À đây, khi mà xảy ra đây, cái này chúng ta tính là 1.800 đi. Thầy chọn CB 2.000 không? Và nếu mà thầy chọn dây mà có 1.900 không á? 1.900, như vậy khi xảy ra sự cố là CV nhảy chưa? À, chưa nhảy đâu. CV lớn hơn 2.000 mới nhảy. Trong khi dây mà chọn có 1.900 là sẽ bị cháy dây. Nhớ chưa? Cái này các bạn lưu ý là ở Việt Nam mình là trước đây bạn là chúng ta chọn dây theo tiêu chuẩn Việt Nam là chúng ta hoàn toàn dựa trên dòng tải ta chọn. Không đúng nha. Sau đó IEC bạn nó ra một cái tiêu chuẩn IEC bạn là từ dòng tải chọn CV và từ dòng CV này bắt đầu mới chọn gì? Chọn dây. À, do đó bây giờ thầy phải chọn dây phải lớn hơn gì anh? 2.000 A chứ được chọn một dòng gì trên dòng tải. Từ dòng tải thì chọn được CV và từ dòng CV này dòng định mức CV nha, thầy chọn dây dẫn. Nhớ thầy ha, thì không bao giờ bị cháy dây cả, được không? Như vậy bây giờ ví dụ này thầy chọn CV là 2.000 A, bây giờ thầy chọn dây là 2.500 được không? 2.500. À, vậy khi nào mà có tải lớn hơn 2.000 A thì nó nhảy không? Dây không bị cháy. Nhớ thầy ha. Còn ví dụ anh chọn dây có 1.900 là nó cháy dây mà CV chưa có nhảy. À, đây là một cái nhược điểm của Việt Nam mình ha, các bạn. À, và chúng ta khi thiết kế chúng ta áp dụng theo IEC làm cho thầy ha. Là từ dòng tải chọn CV và từ CV chọn dây. Như vậy bây giờ dây phải lớn 2.000 A không? Dạ lớn hơn 2.000 A. À đây thầy sẽ chiếu bạn cái bảng dây nha. Một dây của KDV đi bạn. Đây bạn coi bây giờ chọn dây nào phù hợp. Để thầy chiếu cái dây KDV cho bạn xem cái à. Đây, dây KDV đi bạn. Tất cả cái này thầy sẽ gửi cho các bạn hết nha. Các bạn chịu khó xem qua cho thầy một xíu. Đây, KDV nó có cái bảng số 10 đi bạn.
chính. Phần số 10 đây. Đấy. Rồi, thì xem bạn dây bạn xem. Đây. Rồi đây ha. À, dây cáp điện ha. À, KTV bạn, cái này của KTV ta ha. Thì bạn có này dây CV bạn. CV là cái dây chúng ta hay sử dụng ở nhà mình đấy. Là một lớp bên trong là dây đồng, được không? Rồi bên ngoài là lớp vỏ PC. Với dây đỏ, dây xanh đấy bạn. Dây vàng. Ở nhà mình hay kéo dây điện bắt cho bóng đèn, bắt chỗ cắm đấy. Bạn dùng cái kìm mình cắt ra phải không? Thì chúng ta sẽ thấy có một cái lớp đồng bên trong và một cái lớp vỏ bên ngoài. Rồi. Thì cái dây này là dây CV bạn. Nếu mà dây đồng bên trong có nhiều dây bệt lẻ á, tao là cáp. Còn ví dụ nó ký hiệu lên là VC. VC là dây đơn bạn. Dây đơn đấy, à, dây cứng đấy. Nha. Còn dây CV là dây cáp, nhiều cáp ha. Còn một cái loại dây này bạn có thêm một cái lớp cắt điện XLPE. Cái lớp chắc chắn bên trong ấy. Đồng giờ đến lớp chắc chắn ha, cắt điện XLPE thì cái loại là gọi là dây xích nha. Xích V đấy. Dạ. Đấy. Còn dây bình thường bạn dây CV. Thì bạn đây là tiết điện dây và đây cái dòng cho phép nữa. À, đây là tiết điện dây nha, đây dòng cho phép. Rồi. Bây giờ theo bạn đây này, đây là tiết điện và đây dòng cho phép của dây này, dây xích nha. Đấy. Thì bạn quay cái dây lớn nhất các bạn của thằng KTV sản xuất bạn là dây 800 mm vuông này. Thì nó chịu được cái dòng bao nhiêu đây? Với dây CV bạn là 1030 mA. Thấy không? Rồi còn nếu với dây xích này thì nó chịu được là 1202. Được không? Thấy được số không? Trưởng thấy không các em? Thấy phải không? Đấy, như vậy là nếu mà cái dây xích này thì thường chúng ta dây nguồn nhé bạn. Dây nguồn này chúng ta sẽ chọn dây C xích nha. Có lần thì có thêm một lớp cắt điện đấy bạn để dây nó tốt hơn. Được chưa? Đấy. Như vậy là 1200 1200 023. Như vậy nếu mà thì dùng dây 800 á thì theo bạn phải dùng mấy dây? 800 phải dùng mấy dây đây bạn? Để đạt được 2000 mA đấy. 3 dây. 2000 mA thì dùng 2 dây được không? 2 dây là có phải ra được 2404 không? Đúng không ạ? 2404 trong khi ACB là 2000 mA là nó cắt rồi. Làm hai dây là ok phải không? À, nhưng mà lưu ý bạn này, lưu ý chỗ này là thực tế bạn, cái dây lớn này này bạn là nhà sản xuất nó thường nó không sản xuất. Và chúng ta đặt hàng nó mới sản xuất nha. Được không? Và chúng ta đặt hàng thì bạn đặt hàng nó mới sản xuất thì lúc đó bạn giá thành nó rất là cao. Cho đó mà đi làm cho thầy, khi dây lớn bạn thì chúng ta không chọn dây 800 mà chọn cho thầy dây 24 hoặc dây gì? 300. Nha. Yeah. Chứ đừng chọn mấy dây lớn dưới này, tại vì nó không có hàng sẵn. Có khi anh chờ, có khi là 2 tháng hoặc có khi là 6 tháng nó mới có dây dần. Như vậy lúc đó nó sẽ chậm tiến độ công trình. Nha. Còn dây 24 và dây 300 bạn là có sẵn trong kho rồi. À, đặt hàng cái là nó sẽ gửi tới cho anh liền. Rất là nhanh, thấy không? Có ha. Cái đó mà thầy dùng dây 24 hoặc dây 300. Cứ thầy nha, cái dây lớn thầy. Ví dụ bây giờ thầy dùng 24, theo bạn dùng mấy dây đây? 24 đây bạn, thì nó chịu được dòng nhiêu đây? À, 641 mA đúng không? 641. Như vậy mấy dây là đủ? Để được cái dây mấy dây các bạn? Để được 2000 mA này. Thầy dùng 4 dây ok không? 46 24 24. Đấy, như vậy là một pha các bạn là thầy dùng 4 dây ghép lại. Được chưa? À, nhưng mà khi nãy chúng ta thấy người ta dùng mấy dây? Khi nãy bạn biết người ta dùng mấy dây không? 5 dây. À 5 dây. À, tại sao dùng 5 dây? Thì nhớ thầy con số này nha, 641 không? Đối với dây 24 này bạn thì nó chịu được cái dòng 641 này. Đây, bạn lưu ý chỗ này cho thầy xíu ha. Để thầy share cái file Excel cho bạn lưu ý chỗ này. Đây. À đây bạn, một dây 24 này. Dây 240 nha, 40 mm vuông này. Được chưa? Thì nó chịu được cái dòng là 600. Đây, 140.
À, thầy thêm cái dấu dấu trước đấy, 140. À, đây đang nhập số, nhập chữ ha. Thì nó chịu được cái dòng là 641 không? 641 mb. Được chưa? À, thì nếu mà thầy dùng 4 giây này. 4 giây thằng này nhanh lên. À, nó 2564 mb. Được không? À, như vậy là thầy dùng 4 giây ha. 4 giây. Là được, nhưng mà thực tế bạn này đi làm nhớ thầy này. Cái 641 này này là cùng một giây của nhà sản xuất người ta đưa ra. Nhưng mà khi bạn dùng nhiều giây ghép lại các bạn thì chúng ta phải nhân với một cái hệ số ta gọi là hệ số lắp đặt. Hệ số lắp đặt ha. Thì đi làm bạn kinh nghiệm người ta sẽ nhân với 0.8 lên nha. 0.8. À, thực tế này bạn cái dòng này chịu được được này là thầy sẽ lấy này 0.8 này. Nhân với này. Được chưa? À, nhân với 641 thì chúng ta sẽ được bao nhiêu thôi? 512. Và 512 để chịu được cái dòng 2000 ấy thì phải mấy giây anh? 4 giây được không? 4 giây phải không? Đây thầy sẽ lấy thế này. 4 thầy nhân với thế này. Được chưa? À, 4 giây là được ha. 4 giây thì nó sẽ chịu được là 2051 đồng bài. Về 2000 là nó nhảy. Nhưng mà để an toàn bạn, để an toàn thì thường người ta sẽ tăng thêm một giây nữa. Được chưa? Cho đó sẽ dùng mấy giây? 5 giây. 5 giây ha. Nhớ các bạn, à, như vậy bạn đi làm chúng ta phải ưu tiên về kỹ thuật các bạn. Ưu tiên kỹ thuật, như vậy thầy sẽ dùng 5 giây là hợp lý không? 5 giây là lý. Còn nếu mà công trình này anh nhận đấy, công trình này bạn nhận thì đương nhiên bạn bạn mà tiết kiệm tiền đấy thì bạn sẽ cái khoản lời bạn cao hơn thì bạn chọn 4 giây là ok. Được không? Nếu công trình này mình nhận đi chưa? Thì mình sẽ tiết kiệm được 1 giây thì mình chọn 4 giây thôi. Còn mình đi thiết kế cho người ta bạn thì mình nên chọn 5 giây cho nên đảm bảo về mặt kỹ thuật. Được không? Đây thầy, đây lý bạn ha. Đó, cho đó mà bạn thấy bên vẽ cái người ta dùng 5 giây, lớn hơn hoặc bằng nhé. Lớn hơn 4 giây là ok rồi phải không? 5 giây càng tốt. Thì 5 giây thì về mặt kỹ thuật nó tốt nhưng mà về mặt kinh tế bạn thì chúng ta đầu tư nó tăng lên. Được chưa? Thì một cái dây 24 các bạn thì giá tiền của nó là tầm cỡ 500 ngàn một mét. 500 ngàn một mét mà lý ha. Ví dụ bạn nối từ từ tủ MP mà tới trạm biến áp 20 mét thì bạn nhân lên là bạn thấy là số tiền rất là lớn. Được không? Mà một pha phải dùng 5 giây không? Một pha dùng 5 giây, nhưng mà bạn phải dùng mấy pha? À, bạn ba pha ít nhất ba pha không? Ba pha, rồi ngoài ra bạn bây giờ có thêm một cái dây nữa là dây gì? Trung tính. Trung tính như vậy là chúng ta phải dùng 4 4 pha lên nha, thì ba chiếc pha một cái trung tính. Được chưa? Cái đó mà khi tiết kiệm tiền thì bạn là cái lượng tiền rất là lớn. Hiểu chưa? Nếu công trình này mình nhận, mình thầu, mình làm ấy thì mình chọn 4 giây. Còn nếu mà làm thiết kế cho người ta thì chúng ta chọn 5 giây. Tại vì tiền lúc đó chủ đầu tư nó trả cho mình trả. Hiểu không? Mình thiết kế mình sẽ ưu tiên về kỹ thuật. Như bạn ha. À, như bạn. Đây. Cho đó bạn hiểu tại sao người ta đây, như vậy đây tại sao người ta dùng 5 giây rồi không? À, tại sao người ta sẽ dùng trên bên vẽ ta? Đấy. Đấy. Đấy, như vậy từ đây chọn được CP, từ CP lúc này thầy sẽ chọn dây pha nhá. Dây pha, ở đây bạn chơi một pha này. Rồi tiếp dây trung tính bằng nhiêu? Dây trung tính theo bạn chọn nhiêu đây bạn? Bạn biết rồi chúng ta bao pha và chúng ta phải kéo thêm một dây trung tính để cấp cho tải một pha. Pha. Thì dây trung tính bạn là chúng ta sẽ chọn bằng dây pha luôn nha. Nhớ cho bạn, thiết kế mới bây giờ là trung tính bằng dây pha luôn. Được chưa? Như vậy là dây pha 24 thì dây trung tính cũng là 24. Dây pha 5 giây. Được không? Một pha có 5 giây thì trung tính cũng một pha 5 giây. Được thầy. À, tại vì bạn khi mà xảy ra sự cố bạn tất cả dòng điện nó đều tải về dòng trung tính không? Trung tính ha. Mà cấp cho pha A, pha B và C thì nó chạy về trung tính. Và trung tính tiết diện càng lớn thì khả năng tải dòng nó càng càng nhanh. Được không? Rồi lưu bạn. Cho đó mà thiết kế mới bây giờ bạn là trước đây bạn thường người ta lấy bằng nữ trung tính thôi. Dây trung tính bằng nữ dây pha bằng 120 thôi. Nhưng mà thiết kế mới bây giờ nhé bạn là dây trung tính và dây pha nó chạm vào nhau. Chỉ có dây này bạn, dây te này, dây nối đất này. Dây nối đất. À, dây này ta gọi là ớt đấy, theo. Đây người ta cộng thêm một dây đất. Thì dây nối đất bạn khi tiết diện mà lớn hơn 16 á. Khi tiết diện dây lớn hơn 16 mV nha. Thì dây nối đất của bạn thì nó bằng 1 phần 2 dây pha thôi. À, ví dụ dây 24 thì thầy lấy 24 chia cho 2 thì nó còn bao nhiêu anh?
trăm hai rồi đó, dây nối đất này bạn, đây là ớt, ớt là dây nối đất ha. Thì các bạn trong hệ thống điện của ta bạn là cái dây này này, pha A là thường quy định màu đỏ không, pha B là màu xanh, pha C là màu vàng nha, còn dây trung tính là màu đen, còn cái dây nối đất này bạn là dây đỏ xanh, à dây dây vàng xanh đấy, ta hay gọi là dây te đấy, dây nối vỏ thiết bị xuống đất đấy, dạ. Đấy, thì cái dây này bạn là nó chọn bằng 1/2 khi tiết điện lớn hơn bằng 16 nha, còn khi tiết điện mà nhỏ hơn 16 bạn thì nó chọn bằng luôn. Ví dụ dây pha là 10 mV thì dây nối đất cũng bằng 10 mV luôn, được không? Nhớ ha, cái này tiêu chuẩn thì sẽ có thầy gửi cho bạn. À, chúng ta trong tiêu chuẩn chúng ta nói rất là rõ ràng, không? Khi mà lớn hơn 16 thì chúng ta sẽ chọn bằng 1/2, được. Còn nhỏ 16 thì tôi chọn bằng luôn. Đấy. Rồi, ok chưa? Như vậy là bạn thấy từ cái trạm biến áp này, chúng ta sẽ kéo đến cái tủ MP, được chưa? Thì thầy dùng một cái suy tổng là 2.000 A, được. Và dòng ngắn mạch các bạn là nhớ thầy chỉnh lại 50 kg trở lên nha. Và đây người ta dùng 4 cực này. Tại sao người ta không dùng 3 cực các bạn mà chỉ dùng 4 cực? Các bạn nào biết, bạn nào biết không? Tại sao người ta dùng không dùng 3 cực thôi? Cắt 3 dây ABC thôi bạn. Còn trung tính thì người ta đi thẳng luôn không? Mà người ta phải dùng tới 4 cực. Bạn nào biết không? À, lý do là bạn thì người ta dùng 4 cực thì bạn là khi mà cắt semi này bạn là mất điện hết không? Dạ. Yeah. Còn trước đây bạn hay bị trường hợp này, bạn là khi đi đấu điện ấy, bạn vẽ thì vẽ đúng nha. Nhưng mà khi ra đấu điện thì bạn là người ta đấu nhầm bạn. Thay vì trung tính là đi thẳng lên không? ABC là qua CV. Cúp điện một cái là mất dây nóng. Được không? Còn tuy nhiên có một số bạn nhiều trường hợp là người ta đấu nhầm dây. Là dây, ví dụ dây pha là đi thẳng lên luôn, không qua CV. Còn dây trung tính lại đi qua CV. Vậy khi cúp điện bạn thì dây A không mất. Hiểu chưa? Cho đó mà rất nhiều bên sửa chữa điện bạn, người ta khi cúp CV tổng nhưng mà sờ lên điện nó vẫn bị giật. Cho đó để an toàn bạn thì người ta bắt buộc trung tính phải đi qua CV luôn. Nên ta chọn CV là gì? 4 cực. Nhớ chưa? Như vậy một pha vậy, nếu mà một pha bạn thì chúng ta phải chọn 2 cực nha. Để cắt dây lai và cắt trung tính luôn. Như vậy là khi người ta có đấu nhầm thì sao? Khi cúp CV nó cũng không ảnh hưởng gì cả. Nhớ thầy ha. Đấy, nhớ CV tổng nha. Còn đương nhiên CV cấp cho tải trong thì chúng ta chỉ cần cắt dây nóng là đủ rồi. Thì ra, còn CV tổng thì chúng ta phải chọn đủ cực. Ví dụ một pha thì chọn 2 cực, còn 3 pha chọn 4 cực. Được không? Đó lưu bạn. Rồi. Lưu ý ha, như vậy là chúng ta hiểu về cái phần dây cũng như CV rồi ha. Đấy, như vậy là dây nguồn này bạn kéo vào là chúng ta dùng 3 dây pha nha. Mỗi dây là 5 dây không? 5 dây. Và mỗi dây là 24. Dây đơn nha. Dây đồng vỏ XLVA và cắt điện là BVC. Dây trung tính cũng bằng dây pha luôn. Và ngoài ra chúng ta có một cái dây nối đất này, được chưa? Dây nối đất này thì chúng ta nối vỏ thiết bị. Khi mà xảy ra dòng dò bạn thì cái dây nối đất này sẽ đưa cái dòng dò xuống đất. Giống như các bạn hay dùng cái CPU á, máy tính ấy, cái CPU chúng ta hay sờ vào hay bị giật không? Cái vỏ máy tính ấy, CPU á, chúng ta khi giờ vào thì cái dòng dò bên nó dò cho vỏ và chúng ta dòng nó đi qua người mình xuống đất, được chưa? Thì một trong cái giải pháp chống giật bạn là người ta sẽ nối vỏ thiết bị, ta đóng xuống đất thì tất cả dòng dò nó sẽ đưa xuống đất, thì khi ta chạm vào bạn thì chúng ta không bị giật, tức là dòng đi qua người mình gần như là bằng gì, bằng không. Còn nếu mà không có dây nối đất này thì mình chạm vào bạn này cái dòng dò nó sẽ đưa qua người mình xuống đất, chúng ta rất nguy hiểm ha. Và đặc biệt những cái máy mà chúng ta nhập bên nước ngoài về bạn thì cái dòng điện áp vỏ thiết bị này bạn tầm cỡ 50-60 V, chúng ta sờ vào nó giật run người luôn nha. Đó. Cái đó mà bắt buộc chúng ta phải nối cái hệ thống nối đất nha, nhà tèn. Rồi tiếp đây bạn. Như vậy cái suy tổng chúng ta có rồi. Bây giờ bạn coi đây, OC là gì đây? OC, EF. Bạn đã có hiểu không? Được không? Có hiểu cái này không nhỉ? À đây bạn, chữ ST đây bạn, ta gọi là sân chip. Sân chip tức là cái cột nhảy của CV này. Khi cột dây này có điện bạn, khi cột dây có điện thì lập tức CV này gì anh? Nhảy xuống cúp điện ha. Và sân chip này có điện khi nào? Nhớ cho bạn, đối với những CV lớn bạn, CV lớn thì bên hông CV đó bạn, nó có một cái cuộn sân chip này. Nó có hai đầu dây da được chưa? Hai đầu dây da.
À, ví dụ 22 thì một đầu thầy cấp trên line và một đầu thầy cấp gì? Trung tính. Trung tính ha. Vậy khi cuộn sân chip có điện lập tức là CV này tự động cúp xuống. Là giống như mình lấy tay mình kéo xuống bạn, kéo CV đấy. Dạ. Yeah. Đấy. Như vậy sân chip này có điện khi nào? À, nhớ nha bạn, bạn bên bên hông này bạn, bên hông này chúng ta có cái bảng chú thích không? Được chưa? À, cái này ta gọi là cái ghi chú ha. À, ghi chú này bạn. Được chưa? Ví dụ V là cái đồng hồ đo không? Đo điện áp, A là đồng hồ đo dòng điện. Còn cái này CT là biến dòng không? Biến dòng ha. À, cái này là đồng hồ đo hệ số công suất bất phi. Nhớ à? Vậy sau này bạn vẽ, bạn vẽ mình có ghi chú này. Thì người đọc bản vẽ nếu người ta không hiểu bên trong á thì người ta sẽ xem cái ghi chú bên này. Ví dụ cái này ST phải không? ST đây. ST chúng ta thấy là sân chip không? À, à, như vậy cuộn sân chip của CV đấy bạn. Như vậy khi cuộn này có điện thì lập tức CV nhảy xuống nha. Nhảy xuống. Rồi tiếp này. OC và F. À, OC là đây bạn. OC này bạn. Cái này này bạn là overcurrent. Overcurrent là quá dòng đấy. À, có dòng thì có hai trường hợp, cái này thay đổi bạn là quá tải và gì ngắn mạch. À, ví dụ dòng là dòng cái này là 1930 dòng tải đấy, bây giờ lớn hơn 1930 trong thời gian dài thì ta gọi là quá tải. Ví dụ nó lên 2500 không. À, bây giờ nó lên là 25.000. À, 25.000. À, tức là nó lên tới cả 100 lần thì lúc đó ta gọi là gì ngắn mạch. Yeah. Dòng lớn hơn dòng thì mức trong thời gian ngắn thì ta gọi là ngắn mạch. Còn dòng lớn ở trong đi bức trong thời gian dài thì gọi là quá tải. Được không? Đấy. Như vậy cái CV này bạn, à, cái con này ta gọi là cái con gele. Gele bảo vệ quá dòng nha. Khi phát hiện sự cố quá tải và ngắn mạch thì con gele này tác động không? Tác động thì nó sẽ đưa điện vào con sân chip. Sân chip này ngắn xuống. Được chưa? Rồi tiếp cái chữ EF này bạn. E là ớt, F là phao. Ớt phao đấy bạn. Con gele này bảo vệ gì? Chập đất. Khi xảy ra sự cố một giây rớt đất các bạn. Một dây dưới đất ha, thì con gele này nó săn, nó có điện, được chưa? Còn có điện ha. Như vậy là lúc đó con sân chip bạn nó sẽ ngắt này, được không? Như vậy nếu bạn trong cái hệ thống điện chúng ta thì thầy có thể mua hai con tích hợp nha, một con là bảo vệ có dòng và một con là bảo vệ gì chập đất, hoặc có thể mua gì anh, một con mà tích hợp cả hai chức năng luôn, được chưa? À, đây để thầy sẽ cho bạn xem cái sơ đồ cái con này nha, con sân chip này bạn, để bạn này hình dung cái con này xíu ha. Đấy. Đây để thầy cho bạn xem đi, cho bạn xem cái sơ đồ nữa cái, để bạn này hiểu được cái con này. Trong hệ thống điện chúng ta bạn này, chúng ta có các gele bảo vệ ha, để sau này khi mà chủ đầu tư nó yêu cầu bảo vệ sự cố nào thì chúng ta sẽ biết sử dụng nó. Thì có cái môn hệ thống điện này, thống điện này. Đây để bạn coi qua một xíu ha. Đây. À đây là bạn con gele này bạn, ta gọi là con gele bảo vệ điện áp ha. Con RU MU250 đấy. Yeah. Đấy, như vậy bạn có thể đánh ra đây của hãng Myco bạn. Myco là một hãng rất là nổi tiếng của bên Malaysia. À, trong tủ điện đã dùng thiết bị này rất là nhiều, nó hoạt động rất là tin cậy ha. Tức là con này có chức năng bảo vệ bạn quá áp hoặc gì? Thấp áp. Yeah. Nhưng mà khi điện áp, ví dụ điện áp của bạn là 400V đi, bạn chỉnh là 10%. Như vậy nó cho phép quá áp lên 10%, tức là lên 40V nữa đấy, lên 440. Khi nào là quá 440 là nó ngắt, ví dụ lên 441 là nó ngắt. Yeah. Còn ví dụ bạn chỉnh xuống dưới 10%, 10% là nó lấy 10% là 40V, 400V là còn 360 đấy. Khi nào dưới 36 là nó ngắt, được không? Nó sẽ duy trì hệ thống bạn từ 360 cho đến 440V. Còn nằm ngoài khoảng đó nó sẽ ngắt. Con này, dạ, yeah. Đấy. Và làm sao nó ngắt được? Thì các bạn lưu ý này này,
trên cái con SLED bạn, nó có cái cặp tiết điểm đấy bạn. Ví dụ là đây 8 trên trung không? 89 và 810. Như vậy bình thường bạn là 89 này đóng lại, 810 nó hở ra. Được không? Còn khi gặp sự cố bạn thì cái thằng 89 này bạn, 89 này bạn nó sẽ 89 này nó sẽ hở ra, còn 810 nó sẽ gì? Đóng lại. Như vậy thầy sẽ lấy cặp 810 này thầy cấp cho con sân chip không? Con sân chip ha. Vậy đầu này thầy cấp cho line này. Đầu số 10 này cấp vào đầu cuộn sân chip, còn đầu còn lại sân chip nối về trung tính. Nhóm 2, được không? Nhưng mà khi sự cố bạn phải 810 này đóng lại không? Đóng lại thì sân chip có điện nó sẽ ngắt xuống. Thì chúng ta sẽ có chức năng bảo vệ đó là gì? Quá áp. À, quá áp và thấp áp. Được không? Rồi. Còn con này là bảo vệ dòng dò ha. Có rất nhiều con này bạn. Khi mà ví dụ bạn biết là cái dòng an toàn chúng ta là 30mA. Chúng ta sờ vào thiết bị điện các bạn, khi mới dò điện ra chúng ta sờ vào chúng ta bị giật. Mà chúng ta muốn không bị giật ấy thì có hai giải pháp cái này thì nói bạn. Giải pháp thứ nhất là nối vỏ thiết bị yếu đắt đâu. Giải pháp thứ hai là chúng ta gắn con CB chống dò này, được không? Khi mà dòng qua người mình mà lớn hơn 30mA là nó sẽ gì anh? Nó cắt. Dạ. Như vậy chúng ta an toàn. Toàn ha. Thì người chúng ta an toàn là 10mA bạn. Còn khi 100mA là tim chúng ta ngừng đập. Đúng không? Thì 30mA là bạn là các cơ chúng ta co bóp, tức là trạng thái bắt đầu nguy hiểm đấy. Yeah. Thì con CB này bạn, con CB chống dò này là nó sẽ ngắt. Yeah. Như vậy chúng ta sẽ gắn con này vào cuộn sân chip không? Đây sơ đồ đó bạn, nó cũng có cặp tới điểm đấy bạn. À. 9 11 và 11 10 các. Ta nối giống thế này ha. À, nối một đầu vào sân chip và một đầu nối sân chip nối vào trung tính. À, đây bạn nhìn thấy hình ảnh này, được không? Nó giống như đây giống như cái cuộn dây công tơ đấy, đây là cuộn sân chip bạn này, thấy không? Cuộn sân chip này. Được chưa? Giống như cuộn dây công tơ bạn. Cuộn dây công tơ mà có điện phải cái này đóng lại không? Cấp điện cho tải. Còn công tơ mất điện thì cái này mở ra, tải mất điện không? Đó, chúng ta hệ thống điện chúng ta vậy thôi ha. À, chúng ta sẽ cấp cho cái CV tổng này đây. Cái này là CV tổng, cái này 4 cực đấy. 2000 A. Đấy. Thì vì vậy khi sân chip có điện thì lập tức CV nó sẽ ngắt ra. Thì dưới tải người ta mất điện không? Chúng ta an toàn. Đó, bảo vệ ha. Rồi, đây là bảo vệ chập đất các bạn. Cái con cái này là ớt phong đấy. EF đó. Được chưa? Thì chạm đất bạn, tại sao cái này bạn thấy là dùng 4 cái bit dòng mà biết đâu? Nếu mà có dòng thì chỉ cần 3 pha hoặc ABC, còn chạm đất chúng ta phải có một cái cỡ trung tính này nha. Trung tính này chưa? Tại vì khi mà chạm đất phải dòng điện nó sẽ đi về trên trung tính không? Thì cái con SLED này phát hiện nha, trung tính có dòng thì nó hiểu ra chạm đất. Chạm đất thì nó sẽ tác động vào cột sân chip và sân chip nó sẽ cắt CV tổng. Được không? Và các bạn mới đợt vừa rồi các bạn nghe tin tức ha, thì chúng ta thấy một cái sự cố xảy ra rất là thương tâm, bạn nào ở Long An các bạn biết ha, khi một cái đường dây điện của điện lực kéo qua cái trường tiểu học các bạn, nó bị đứt rớt xuống cổng trường đúng không, và 4 học sinh bị điện giật đó, thì đó là trường hợp chập đất các bạn. Như vậy khi mà rớt xuống đất bạn thì cái CV tổng nó phải gì anh? CV tổng nó phải cắt nha. Thì lúc đó và thực tế bên điện lực bạn là trên các cái đầu đường dây bạn thì nó sẽ trang bị một CV tổng, CV cắt phân đoạn đường dây đấy. Khi sự cố xảy ra rớt đây đất thì cái CV nó sẽ ngắt ra. Thì lúc đó các em học sinh nó sẽ không bị điện giật. Được không? Và bạn thấy là báo chí nó phản ánh ấy, vậy là khi rớt điện người dân gọi điện 40 phút sau. 40 phút sau thì điện lực nó mới cắt. Thì như vậy là bạn thấy thời gian chúng ta là 0,02 giây phải không? 0,02 giây thì chúng ta mới an toàn. Mà 40 phút thì như vậy chúng ta nguy hiểm tính mạng người ta rồi. Được không? Đó. Thì con SLED này ta gọi là bảo vệ chập đất các bạn. Khi sự cố rớt đất thì nó sẽ phát hiện trung tính này, nó sẽ ngắt. Ở sạc chip có điện thì tầm đất CV nó sẽ ngắt xuống. Được chưa? Đấy. Rồi, đây là bảo vệ có dòng. Cái con OC cái này đấy bạn, overcurrent ha. Con này là nó bảo vệ có dòng. Đấy, như vậy trong này chúng ta có thể cài đặt cái dòng quá tải và dòng ngắn mạch. Ví dụ cái này quá tải bạn và tính ra là 2003 phải không? Cài đặt 2003, khi nào lớn 2003 nó sẽ ngắt. Được chưa? Còn ngắt mạch được không? Như vậy là khi mà sẽ cố ngắt mạch thì cái này chúng ta chọn 50kg không, khả năng cắt dòng 50kg đấy. Đấy bạn hình dung ha. Như vậy đối với cái SLED bảo vệ có dòng ấy, thì chỉ cần 3 cái CT không, một cái pha A, một cái pha B, một cái pha C đó, bạn hiểu ha. Đấy rồi đương nhiên bạn sẽ có một số con nó tích hợp hai chức năng luôn nha, vừa bảo vệ có dòng và bảo vệ gì chập đất luôn, chập đất ha. Hai con này bạn có thể tích hợp lại. Đương nhiên giá thành nó cao hơn bạn. Hai con này mà tích hợp lại thì
bây giờ nó tầm cỡ mười mấy triệu một con hai chức năng. Còn nếu mà ví dụ con này bây giờ khoảng 3 triệu, con này khoảng 4 triệu thì giờ mua đơn thì nó giá tiền thấp hơn. Còn một con mà tích hợp cả hai chức năng trong này thì giá tiền nó gì cao hơn, được không? Đó, nên do đó bạn này lưu ý này. Ở đây này bạn có dòng này thì thầy dùng 3 city không? Còn chạm đất phải dùng mấy city đây? 4 city không? Để nó phát hiện này cho trung tính nè, trung tính nữa, được chưa? Nó phát hiện được. Đó. Được chưa? Đấy các bạn này, thiết bị thực tế đấy để bạn có thể chúng ta sau này mà chủ đầu tư yêu cầu bảo vệ ví dụ bảo vệ quá thấp áp thì thầy dùng cái con MU250 phải không? Thầy có thiết bị ha, có relay hết bạn. Rồi. Đấy. Như vậy là bạn hiểu chỗ này ha. Như vậy là đây là cái con relay thôi. Bảo vệ quá tải và ngắn mạch tức là quá dòng đấy và bảo vệ trần đất. Khi xảy ra sự cố bạn, đây đây, thấy không? City không? Đây là Rotex Current Jumper. Đó là con City bảo vệ City ha. City dùng cho bảo vệ. Đây thầy dùng 4 con này. Được không? Và City này bạn bên bên thứ cấp của nó là 53. Còn sơ cấp là bao nhiêu? Sơ cấp là 2000. Và đương nhiên chúng ta phải phụ thuộc vào CV tổng nha. Ví dụ CV tổng 1000 thì thầy chọn 1900. Mà 2000 thì chọn 2900. Còn CV tổng là 2500 thì chọn bao nhiêu anh? 2500 95, tức là cái dòng sơ cấp này chạy trên đây này bạn là 2003, thì dòng thực tế đưa vào cái gel này chỉ có 53 thôi, được không? Tức là biến dòng này nó sẽ đưa từ 2000 xuống 5 thôi. Rồi. Đấy, thì tất cả các cái con gel bảo vệ bạn thì cái dòng đỉnh mức của nó là 53 thôi. Còn nếu mà gắn trực tiếp vào đây này bạn thì dòng nó là 2003 thì nó sẽ chạy không? Chạy con này. Vì trọng tải cái này thì tính ra là 1889 đúng không? Đi qua đây là như vậy đưa trực tiếp vào con này là nó chạy. Được không? Như vậy nếu mà dòng này 2003 thì nó ra 53, còn 1008 thì nó sẽ nhỏ hơn không? Nó không phải là 53 nữa mà nó 4 mấy 3. Được chưa? Đó bạn hiểu chỗ này ha. Đây là con City và thầy dùng 4 con này. Lý do tại vì đây có con chập đất với trung tính nữa. Còn nếu mà không có con chập đất thì dùng 3 con thôi. Được chưa? Biết trọng ha, từ về đây. Và đây sân chip bảo vệ, như vậy khi sân chip này có điện khi quá tải hoặc cắn mặt hoặc chập đất không? Là CV tổng này tự động cấp xuống nha, bảo vệ tự động. Còn bây giờ bạn muốn mà bảo vệ quá thấp áp thì thầy thêm một cái con đây nữa là con over, ta gọi là cái con đây là OC không? Thì thầy thêm con OV là over current đấy, over voltage, được chưa? Đẹp ha. Rồi tiếp này bạn, đi lên trên này, chúng ta thấy đây là cái cầu chì không? Cầu chì ha, đây là ba đèn báo pha phải không? Đỏ, vàng, xanh, Z, yellow và blue đấy bạn. Thì cái này là báo pha thôi nha. Yeah, trên cái tủ điện chúng ta thấy ba cái đèn này sáng là chúng ta có báo pha, tủ điện có điện đấy. Dạ. Yeah. Rồi, đây là cái đồng hồ bạn. Đồng hồ đo điện áp không? Chúng ta là 380 400V đấy. Yeah, thì cái giải đo cái thằng này từ 0 tới 500. Và đây là cái volt switch để chuyển đo, thầy có thể đo pha A, đo pha B hoặc đo pha gì? Pha C. Được chưa? Cái này để đo từng pha. Rồi tiếp, đây bạn, đây là cái đồng hồ đo dòng điện không? Đây là từ 0 đến 2003. Mà thực tế cái này dòng tải ta là 1880 mấy phải không? Được không? Nó sẽ hiển thị, tức là cái tầm đo của nó có thể tối đa là được 2003. Từ 0 đến 2000. À. Rồi tương tự, đây là cái ampere switch. Được chưa? Là thầy đo pha A, pha B hoặc pha C. Thì chuyển sang đấy. Đo dòng pha A, thì chuyển switch này sang pha A, pha B hoặc pha C. Rồi. Và đương nhiên cái đồng hồ đo đây bạn là bạn thấy là ở đây thầy sử dụng một cái thêm một cái gì nữa, city không? City thì cái đồng hồ này bạn là thông thường bạn đồng hồ điện tử bạn bây giờ bạn biết rồi, bây giờ nó chỉ chịu được có dòng có 53 thôi, 53 mà dòng đây là 2003 thì đưa vào cháy mất phải không? Nên thầy phải dùng cái city không? City nó đưa từ 2000 xuống bao nhiêu? 5. Hiểu chưa? Đấy, như vậy city bạn thấp nhất bên ngoài bạn là thường 50-95 nha. 50-95 giờ đến 75-95 giờ đến 100-95. Hiểu chưa? Như vậy là cái dòng mà lớn khi nào mà lớn hơn 53 thì phải dùng qua city để đưa về. Rồi tiếp các bạn. Đây là cái city bạn. Cũng city này. Đây thầy dùng cho đo lường. Chữ M đấy nhé bạn là metering đấy. Dạ, là dùng cho đo lường ha. Current check M. Thì đây bạn, đây là cái bộ bù tự động. ABFC ha. Automatic Power Factor Controller, bộ điều khiển dung lượng bù tự động. Đây bạn nhìn thấy này,
nó đi tới trung lực bù không? Đây nhìn qua đây thầy. Đó, phải coi đây người ta bù mấy cấp đây. Nhìn thầy mấy cấp đây. Mời bạn trưởng nha, trưởng. Trưởng xem thầy đây mấy cấp trưởng? Dạ, 9 cấp. 9 cấp, mỗi cấp là bao nhiêu trưởng này? Mỗi cấp là bao nhiêu đây? 50. 50. À, như vậy thầy nhân lại là tổng chất lượng bù này là có phải là 9 nhân với 5 không? Là 450 kVA. À, như vậy. À, 450 đấy. 9545. Đúng chưa? Như vậy bây giờ là tổng chất lượng này chúng ta tính làm sao? Tại sao thầy biết bù 450? À, thì các bạn lưu ý có hai cách này. Cách thứ nhất, thầy sẽ dựa trên công suất trạm này bạn. Cái này là kinh nghiệm nha. Kinh nghiệm chúng ta đi làm ha. Thì chúng ta sẽ bù 30 đến 40% công suất trạm. Được không? À, cách thứ nhất nha, là tính theo kinh nghiệm, được chưa? Thường 30 đến 40% công suất trạm, maximum là 40% thôi nha. Ví dụ đây bạn 1250 phải không? 1250. Đây thầy sẽ bù cho bạn coi này. À, 1250 này bạn. 1250. Được chưa? Đó là tổng nha. Thì thầy bù 30 này. À, 30%. Rồi cái này là lớn nhất là 40 nha. Nhớ ha. 40%. À, như vậy cái thằng này sẽ bằng. Ô, quên thầy chiếu gì nha. Thầy chưa có chiếu phải không? Quên mất. Để thầy chiếu anh xem. Đây các bạn. Đây tổng này. Tổng có thể là 1250 kVA không? Công suất chạm đấy. Được chưa? Và thầy bù thấp nhất là 30% này bạn. 30% thì sẽ bằng này. Lấy này không? Nhân với 30 chia 100 không? À như vậy tôi sẽ bù tối thiểu là 375. Được không? Rồi, lớn nhất là 40 này bạn. À, thầy sẽ lấy cái này này. Được chưa? Rồi. Nhân cái này là 40 không? Chia cho 100. Đấy, như vậy thầy sẽ bù thấp nhất là 375, lớn nhất là bao nhiêu anh? 500. 500 kVA. Như vậy khi nãy người ta bù bao nhiêu? 950, 450 không? Được không? Như vậy là người ta sẽ bù 9 cấp, mỗi cấp là 50, là 450 đấy. Được không? Như vậy cách thứ nhất các bạn là chúng ta tính theo gần đúng. À, cách thứ hai là bữa sau thầy sẽ hướng dẫn bạn là chúng ta sử dụng cái tài liệu IEC đấy. Thầy sẽ tính chung lượng bù nha. Chính xác cái giá trị ta mong muốn thì điện lực bây giờ nó bạn nó quy định là 0,93 quy định nhé, cốt phi bạn, cốt phi 0,93. Nếu mà chúng ta mà dưới 0,93 thì nó phạt, nó phạt bằng cách này bạn, có hai cách. Cách thứ nhất là nó phạt trực tiếp tiền luôn, và cách thứ hai là tính giá tiền điện cao lên. Ví dụ nó tính bạn 2.000 số vào 2.000 đồng một số, bây giờ cốt phi bạn thấp thì nó sẽ tính ăn lên 4.000 số ha. Còn cách thứ hai là nó phạt trực tiếp luôn. Ví dụ bạn ở bên trường thầy bạn là cốt phi có 0,52 à. Như vậy nó phạt một tháng là 2 triệu. Một tháng 2 triệu ha. Như vậy là còn anh muốn không bị phạt thì anh phải bù nâng cao cốt phi lên. Đấy. Như vậy một tháng 2 triệu, như vậy một năm là hết 24 triệu. Đúng không ạ? Một năm 24 triệu ha. Và bạn biết rồi, doanh nghiệp như vậy nó tồn tại không phải là có một vài năm mà mấy chục năm. Mà thấy cái tiền phạt rất là lớn, được không? Đấy. Do đó mà các doanh nghiệp bên ngoài bạn thì chúng ta phải bù nữa ha, để làm sao cho cốt phi nó đạt cái giá trị mong muốn của điện lực. Bây giờ nó quy định là 0,93 nha. Như vậy là thường chúng ta sẽ bù lên 0,95, bù 0,95 ha. Đấy rồi các bạn, cái phần bù ha, thì đến phần nữa thầy sẽ chỉ bạn phần tính chính xác cái dung lượng chúng ta sẽ bù ha. Rồi như vậy bạn ý này, ở đây chúng ta sẽ bù này bạn, ở đây chúng ta bù chi thành 9 cấp không? À, tại sao người ta phải chia cấp nhỏ ra? Tại vì nó phụ thuộc vào tải bạn. Tải khi mà dân sử dụng nhiều bạn thì cái thằng cốt phi bạn là nó sẽ giảm xuống. À, sử dụng ít thì nó tăng lên. Cái đó mà cái bộ bù bạn, đây là bạn có hai cấp đầu này, người ta đóng trực tiếp này, dùng CV đóng luôn ha, không điều khiển. Thì cái này ta gọi là bù nền ha. Thường người ta sẽ bù nền lên 0,8. Còn đây bạn, các cái CV này đóng này, nhưng mà tù này đóng phụ thuộc vào gì nữa? Công tơ dưới ha. Thì công tơ này phụ thuộc vào cái bộ điều khiển đấy bạn, bộ này Automatic Power Factor Controller, cái bộ này nữa ha. Nó sẽ coi bạn mong muốn bù bao nhiêu,
Được chưa? Và hiện tại bao nhiêu? Ví dụ bạn mong muốn 0.95 mà hiện tại là 0.95, như vậy nó sẽ không có bù cấp nào hết, nó không đóng. Hiểu không? Còn nếu mà bạn mong muốn 0.95 mà hiện tại có 0.8 á thì nó sẽ đóng hết. Bạn cấp vào lại vô. Rồi nó kiểm tra, nếu mà dư thì nó cắt ra. Được chưa? Còn nếu mà đủ thì đầy win. Ví dụ nó đóng hết 7 cấp vô, nó thấy dư nó cắt cấp thứ nhất kiểm tra tiếp. Thấy dư cắt cấp thứ hai. Dư cắt cấp thứ ba. Được chưa? Khi nào đủ giá trị bạn mong muốn thôi, nó sẽ duy trì cốt phi bạn. Và đương nhiên khi cốt phi bạn đạt giá trị yêu cầu thì chúng ta không bị tiền phạt. Không bị tiền phạt ha. Không bị tiền phạt hạn. Đó. Và đương nhiên ở đây chúng ta sẽ có này, tại sao cái này chọn 100, cái này cũng chọn 100 không? Thì chúng ta sẽ tính nha. Nên phần bù này nhớ nhắc thầy để thầy hướng dẫn phần tính cái này. Và nhiều anh không để ý cái này là khi chọn thì chúng ta không biết tính CV, tính counter nào cả. Được chưa? Thì chúng ta cũng thành lập cái bảng tính. Với dung lượng bù 50 kVA này, chúng ta sẽ tính ra được cái dòng điện, từ dòng điện chọn CV và chọn counter nó phù hợp nha. Rồi tiếp đây bạn. Như vậy là ở dưới này đi lên thì ta biết rồi ha. Đây là cái cục chì không? Xong bài. Rồi đưa lên thì bạn, tất cả điện chúng ta bạn, chúng ta sẽ đưa lên một cái ta gọi là cái thanh cái đấy bạn. Thanh cái này. Thì cái thanh cái này chúng ta chọn cũng giống như dây dẫn, dây tổng này bạn, dây tổng này này. Dây nối từ chạm vào đấy. Thì cái thanh này trong điện chúng ta, trong tủ điện ta gọi là thanh bus 3 đấy. Thanh bus 3. Được. Thì cái này bạn thấy là cái siêu tổng là 2.500. Siêu tổng là 2.500 thì bus 3 của bạn bây giờ phải sao anh? Lớn hơn hoặc bằng 2.500. Hiểu chưa? Đấy, và chúng ta sẽ chọn dây chọn bus 3. Đây để cho bạn xem cái bus 3 cho thầy cái này. Trong một cái tủ điện nha. Tủ tổng này ta. Đấy, để thầy cho bạn xem cái tủ tổng nữa. Đây. Get. Tủ đây. Đó. Đây. Đấy, nhìn thấy được không bạn? Phúc, thấy được cái tủ của Phúc. Ghê phải không? Đây cái tủ đấy bạn, là cái tủ tổng ta đây. À, thì bạn thấy là cái phần phần này là phần cấp vào này. Đây phần cấp vào này thấy không? Và người ta dùng 4 dây đây, 1 2 3 4 không? Pha A, pha B, pha C đấy và dây trung tính. Yeah. Rồi đầu này là đầu cấp ra này bạn, nó đi lên các thủ tầng đấy, thủ tầng ha. Rồi trong này nó sẽ có nhiều ngăn này bạn. À, đây bạn, ngăn này là ngăn bù này thấy không? Ngăn tổng bù ha. À, ngăn này chứa CV tổng trong này thì bạn, ngăn này là ngăn ATS, ngăn này là ngăn phân phối đưa điện lên. Dạ. Đó, thường cái tủ lớn bây giờ thường nó khoảng 5 ngăn bạn. 5 ngăn. Đó. Thì có ngăn một chứa CV tổng, rồi ngăn bù, ngăn ATS. Đó. Và các cái hai ngăn phân phối đưa lên. Rồi. Thì các bạn à. Đó, chờ tôi xíu. Đây, xem cái thanh bước bay thầy. Đây, thấy CV tổng không? Cái này là CV tổng đó bạn. Chờ, cái ACV đấy. ACV trong này. Rồi, bạn nhìn bên hông này thấy không? 3 pha ABC không? Và cái thanh này ta gọi là thanh bước 3 này. Đấy, nhìn kỹ lên thầy thấy. Được không? Thấy không? Đó, như vậy điện bạn từ cái chạm biến áp không? Chúng ta sẽ đưa lên cái thanh bước 3 này thấy không? Và thanh đồng đấy, thay vì dùng dây dẫn thì dùng thanh dẫn, thì thanh dẫn nó có khả năng tải dòng nó lớn hơn, được chưa? À, và chúng ta đấu nối nó dễ dàng. Bạn thấy người ta dùng đục lỗ không? Đục lỗ ha. Và chúng ta dùng bô lông ta xít lại thôi. À, như vậy đây là đưa lên tầng 1, đưa lên tầng 2, đưa lên tầng 3 của pha đấy, được không? À, đây là pha B, không? Dây lâu không? À, rồi đây là pha C, được chưa? Như vậy đây là cái thanh đồng nhé bạn. Sau đó người ta dùng cái giấy màu này người ta dán lên để phân biệt ba pha ABC bạn. Được chưa? À, để người ta phân cấp phân đấu phân pha cho nó dễ. Được. Rồi còn một cái trung tính không? Trung tính thì thường người ta sẽ cho màu đen đen lên. Được. Đấy. Rồi cái thanh bus 3 này. Thì cái thanh này chúng ta cũng chọn hoàn toàn dựa trên CV tổng nha. CV tổng 2.003 thì cái thanh bus 3 này nó phải chịu được cái dòng lớn hơn 2.003. Thì cái thanh bus 3 này bạn, nhà sản xuất bus 3
người ta cùng quy định nha, với cái thanh này là bề rộng này, là bề dày không? Bề rộng bề dày, ví dụ là 40, bề dày này là 20. Như vậy là tiết kiệm của thanh bút ba này sẽ là 40 nhân 20. Ở 40 20 thì nó sẽ chịu được cái dòng 2530, ví dụ vậy. Được không? À, thì chúng ta sẽ có catalog của nhà bút ba nha. Để cái này thầy sẽ gửi cho các bạn tham khảo này. Thì mỗi cái bề dày bề rộng này khác nhau thì cái chịu được cái dòng khác nhau. Cũng giống như dẫn như thế này đấy. Tiết kiệm dây không? Dây 1 mm rồi dây 200 mm hoặc là 240. Đấy, đây đây thì như vậy là chúng ta sẽ trong cái hệ thống điện như này bạn ha, cái tủ điện MB đấy thì chúng ta sẽ có 3 than không? Pha A, pha B, pha C và một dây dung tính nữa. Được chưa? Đó, thì các bạn. Rồi. Đây. Được chưa? Đó, như vậy 3 than này. Thì trong tủ điện chúng ta bạn khi vẽ cái than này ha, thì chúng ta sẽ than này là than to nhất nha, thường nó cái độ dày của nó bạn nó tầm cỡ 0,4 đến 0,5 thì chúng ta chọn than to nhất ha. Thì khi đến phần vẽ két ấy, thầy sẽ hướng dẫn bạn phần tạo layer ha, thì chúng ta tạo layer cái này là to nhất ha. Và thường nó là màu đỏ hoặc là màu vàng ha, cái đấy. Rồi như vậy điện từ chạm biến áp bạn chúng ta sẽ đưa vào cái thân cái không, rồi từ thân cái này bắt đầu thầy đưa lên cái tủ tầng này, thấy không? Thân cái đưa tủ tầng thì thầy dùng cái hệ thống này ta gọi là thanh bất đất bạn, bất đất là thanh chẵn đấy, được chưa? À, thì bạn thường hay thấy cái thang máy không, chở hàng chở người đấy, thì bây giờ người ta sẽ dùng một cái hệ thống thanh chẵn trong đó, giống như thang máy ta dẫn từ tầng 1 lên đến tầng cao nhất, dạ, từ cái tủ MB này bạn, người ta sẽ đẩy điện lên cái thanh bất đất này và chúng ta sẽ cấp lên cái tủ đến tầng cao nhất, được chưa? Đấy, như vậy đây, đầu tiên này, bạn thầy sẽ đưa điện lên tủ tầng 1 không? tầng 1 này, thấy không? Rồi, tiếp theo là lên tầng 2, lên tầng 3, lên tầng 4 không? Lên tầng 5 là tủ tầng nha. Rồi từ tủ tầng này thầy mới đưa đến tủ gì anh? Tủ phòng không? Tủ phòng. Được chưa? Ví dụ tầng 1 này, ví dụ tầng 1 này thầy có 10 phòng thì từ tủ tầng 1 này sẽ đưa đến từng cái tủ phòng của tầng 1, ví dụ phòng 1.1, 1.2 đến 1.110. Được không? Rồi từ tủ phòng mới đến gì anh? Tủ phòng thầy mới đến các tải, được chưa? À, từ phòng lúc là thầy mới đến like cho máy nước nóng, like cho máy điều hòa, like cho ổ cắm, like cho chiếu sáng, được không? Đến các tải đấy, đó, các bạn, được không? Đây, đó bạn ở đây. Như vậy là bây giờ để cấp điện cho các cái tầng này bạn, tầng thì thầy dùng một cái ACB không? À, là 16 1630, được chưa? À, 3 cực, 40 trong cách mặt đấy bạn, khả năng cách mặt là 40 km. Được chưa? Và đương nhiên bất đất các bạn, bất đất lúc này thầy phải dùng cái dân dẫn nha. Bất đất này nó khả năng chịu được cái dòng bao nhiêu? 1630. Giờ trên CV tổng nha bạn, tất cả. À. Và như tại sao biết 1630 thì thầy phải tính tải nha bạn. Tải từng tầng này này. Từng cái tủ tầng này công suất bao nhiêu? Được chưa? Từ tủ tầng này thầy mới tính ra được cái dòng tổng. Dòng tổng này là ha, và đương nhiên dòng tổng này chắc chắn nó sẽ nhỏ hơn 1630 à. Ví dụ dòng tổng này thầy tính ra 1530. Dạ. Thì thầy chọn ACB là 1600. Được không? Đây các bạn ha, làm tính toán nha. Rồi tiếp bạn. À, ngoài cái cấp điện cho cái các cái tủ tầng rồi đến tủ phòng không? Thì trong cái chung cư á, thì ngoài cấp phụ tải các bạn, phụ tải dân cư thì chúng ta còn cấp phụ tải công cộng không? Ví dụ cho thang máy không? Đấy, chúng ta sẽ cấp điện cho tủ thang máy không? Được chưa? Rồi, cấp điện cho hệ thống phòng chữa cháy không? Thống chữa cháy ha. Rồi cấp điện cho hệ thống xử lý nước, chúng ta có đây chưa? Hệ thống xử lý nước. Không? Đấy, tất cả các cái ta gọi là phụ tải công cộng đấy. Chiếu sáng công cộng, rồi hệ thống xử lý nước, hệ thống thiết bị an ninh, không? Rồi cái hệ thống chữa cháy. Được không? Rồi. Bây giờ này bạn, khi mà điện lưới mất thì bây giờ chung cư này sao? Mất điện hết không? Bây giờ làm sao khi điện lưới này mất mà chung cư vẫn có điện bạn? À, mời bạn Lam ha, Lam. À, xài máy phát này. À, dùng máy phát dự phòng, được chưa? Như bạn đây, chúng ta sẽ có hệ thống máy phát dự phòng đây. Được chưa? Như vậy máy phát dự phòng này chúng ta sẽ chọn bao nhiêu? À, thì các bạn lưu ý này, cái này chạm biến áp 1250 không? Thì thầy chọn công suất chạm bằng luôn. Công suất máy phát bằng công suất chạm luôn. Được chưa?
Trước đây bạn, trước đây do điều kiện kinh tế chúng ta khó khăn nên là chúng ta chỉ ưu tiên thôi. Tức là khi xảy ra sự cố mất điện thì chúng ta sẽ chọn những cái tải ưu tiên, chúng ta cấp điện cho nó. Ví dụ trong nhà mình thì chỉ cho chiếu sáng thôi. Còn máy điều hòa, máy nước nóng, quạt ta tắt hết không? Thì công suất nó gì? Ít đấy. Nhưng ngày nay bạn điều kiện kinh tế nó tốt hơn ha, vì dân cư người ta sẵn sàng trả tiền để cấp điện cho người ta. Cho đó mà chúng ta chọn công suất máy phát dự phòng bây giờ thường bằng công suất trạm luôn. Được không? Trạm 1250, 1250 kVA thì chọn máy phát dự phòng công suất bằng luôn. Dạ. Đấy, và từ máy phát này bạn, chúng ta sẽ cấp thông thông qua cái thanh bus bar này không? Cái này à. Đây, chúng ta sẽ đưa thanh cái nhưng mà qua một cái bộ điều khiển các bạn. Cái bộ này ta gọi là bộ ATS. Được không? Cái bộ ATS này này ha, là Automatic Transfer Switch. Tức là khi bình thường các bạn, bình thường cái bộ ATS này này. Bộ ATS này thì bạn nào mà có học bên BC đấy bạn biết ha. Chúng ta có thể dùng BC không? Ta lập trình viết chương trình điều khiển cho bộ BC đấy. Thì trong BC chúng ta lấy cái tín hiệu đầu vào. Đầu vào được chưa? Còn tín hiệu đầu ra thì chúng ta sẽ điều khiển cho cái ACB này. Thì trong ACB bạn, ACB tại sao mà nó mắc tiền hơn so với MCB? Thì các bạn lưu ý trong ACB bạn là nó có hệ thống buồng dập phủ quang. Và thứ hai trong ACB bạn nó có một cái ta gọi là cái motorway ấy. Motorway ha. Là khi mà có điện bạn cấp điện bạn có thể đóng lên hoặc kéo xuống. Và biết cái ACB bình thường mình ấy khi mà đóng lên bạn dùng tay đóng không? Dùng tay chúng ta kéo lên. Còn khi sự cố thì tự động nó ngắt xuống không? Nó bảo vệ tự động, ngắt tự động nhưng mà có đóng tự động được không? Nó không đóng được à, đó là nhược điểm của thằng MCB và MCB nha. Do đó mà đối với cái MCB hoặc là MCCB bạn thì người ta phải dùng một cái cần cơ khí, người ta liên động ta đóng. Còn đối với ACB thì bạn thì nó có cái motorway trong đấy rồi, được chưa? Người ta có thể nó điều khiển kéo lên hoặc là kéo xuống, ta đóng lên hoặc xuống. Cho đó mà thằng này kết hợp ATS rất là dễ nhé bạn, được chưa? Như vậy cái thằng ATS này này bạn bình thường đó, nếu mà tín hiệu điện lưới điện có này thì nó sẽ đóng cái ACB bên này, ACB lưới không, và đồng thời nó ngắt cái ACB máy phát này. Mà khi lưới mất điện bạn thì cái thằng ATS tự động nó nhận tín hiệu nha bạn, nó nhận tín hiệu đầu vào, được chưa? Nó biết lưới mất thì nó sẽ mở cái máy cắt này ra, mở máy cắt này ra và đồng thời nó khởi động máy phát luôn nha. Máy phát này nó gửi tín hiệu về máy phát này bạn, nó tự động khởi động giống đề xe máy mình đấy. Máy phát nổ lên và tự động nó đóng cái CB, đóng cái này là đóng CB của máy phát lên, được chưa? Đóng máy cắt này. Như vậy là nó trạng thái nó cái này on thì cái này off nha, còn ngược lại cái này on thì cái bên này gì off, nó chỉ một trong hai thôi, chọn một trong hai. Tức là khi mà lưới mất thì nó khởi động máy phát và đóng máy phát cấp điện cho thanh bus bar, từ thanh bus bar là cấp ngược lên cho tải, được chưa? Như vậy nó tạo lên cái đường cấp điện thứ hai, được chưa? Còn khi mà lưới có trở lại bạn, lưới có trở lại thì cái bộ ATS này nó nhận tín hiệu từ lưới nha, thì nó hiểu lưới có trở lại thì nó sẽ lập tức bạn nó cắt cái máy cắt của máy phát ra và đóng của lưới ra vào, được chưa? Và nó sẽ stop dừng cái máy phát từ phòng này. Đó. Tại vì bạn biết rồi, ta điện cái ví dụ cái này nó chạy bằng dầu đi, dầu ha, thì chi phí dầu nó xanh rất là mắc không? Chúng ta ví dụ 1 lít dầu bây giờ là nó 20.000 đồng, được chưa? Trong khi một số điện có bao nhiêu anh? Nó có 2.000 đồng ký không? Như vậy thì chúng ta mua điện từ lưới này rất là dễ so với chạy máy phát, được không? Như vậy trường hợp bất khả kháng nha, khi lưới mất thì chúng ta mới chạy máy phát dự phòng, tại vì chi phí nó gì nó cao hơn. Và khi lưới có trở lại thì nó sẽ ưu tiên lấy thời gian lấy lưới và nó tự động nó cắt máy phát dự phòng xuống, được không? Đó, đó là cái sơ đồ nguyên lý ha. Đây là sơ đồ nguyên lý để bạn xem qua một xíu ha, để chúng ta hiểu cái đấy. Rồi thầy có gửi qua bạn hai cái sơ đồ nữa ha, để chúng ta đọc qua cho thầy xíu ha, hiểu không? Rồi bắt đầu buổi tới bạn thì thầy sẽ hướng dẫn bạn chúng ta sử dụng cái phần mềm AutoCAD này, được chưa? Và thầy sẽ hướng dẫn bạn cái lần cơ bản của nó, sau đó ứng dụng các cái lần cơ bản này để chúng ta vẽ các cái thư viện điện cho ta, thư viện điện này, được không? Sau đó thầy sẽ hướng dẫn bạn lấy cái thư viện điện này, chúng ta sẽ vẽ sơ đồ nguyên lý, được chưa? Rồi sau đó chúng ta sẽ vẽ sơ đồ cấp nguồn và vẽ sơ đồ chiếu sáng. Chúng ta sẽ áp dụng một cái công trình cụ thể, thầy sẽ cho bạn một cái công trình nhỏ trước để bạn làm quen. Thầy hướng dẫn làm chi tiết từ cái sơ đồ nguyên lý đến sơ đồ cấp nguồn, sơ đồ chiếu sáng, công trình nhỏ. Rồi sau đó chúng ta sẽ làm công trình lớn hơn, được không? Đó, hình thức như vậy. Đó là như vậy là khoảng 2 hoặc 3 buổi đầu á, buổi tới tiếp theo đó, thầy sẽ hướng dẫn bạn các lệnh bên CAD. Sau đó chúng ta ứng dụng để chúng ta thiết kế sơ đồ nguyên lý, sơ đồ cấp nguồn và sơ đồ chiếu sáng, được không?
hoặc là muốn xoay thì chuột phải nhấn rotate ha, xoay cho bạn. Đó.